Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Trong buổi phát truyện hôm nay, Duy Thuận xin gửi tới quý vị hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên mang tên Bài đồng dao ma ám của tác giả Mạnh Ninh và câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Tuấn kể về những hiện tượng kinh dị, kỳ lạ xảy ra trong một căn bệnh viện đã bị bỏ hoang từ lâu. Và điều gì sẽ diễn ra trong hai câu chuyện? Những bí mật gì sẽ dần dần được lộ diện? Thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe trong bộ hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Giữa căn nhà ba gian tồi tàn, đã ngả mấy phần rêu mốc theo thời gian. Thằng Tí nằm trong lòng bà mình, nhưng cố mãi cũng chẳng thể ngủ. Phần vì tiết trời tháng tư nóng như thiêu đốt, dù đã ngả về canh ba, nhưng không gian còn bức bách, ngột ngạt và ngập ngụa mùi rơm rạ đốt ngoài đồng, theo làn gió nơi con sông cả thổi về. Thằng Tí đưa tay xua đám mũi vo ve, rồi lật đật vén lại cái cửa mùng đã rơi khỏi chiếu. Đoạn nó quay sang bà nội mình là bà Hạnh rồi thủ thỉ: "Bà ơi, nóng quá con không ngủ được." Bà Hạnh đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, nghe tiếng đứa cháu nội mới 8 tuổi gọi thì trong mày mở mắt. Bà nhướng cặp mắt mở đục còn đọng đống gì, hấp háy nhìn cháu rồi hỏi: "Thế cháu bà không ngủ được à? Thôi nằm xuống bà quạt cho mà ngủ. Khổ thân cháu tôi. Nằm xuống đây với bà nào." Thằng Tí phụng phịu: "Con chả nằm đâu, con muốn mua tò he mà ông Báo làm cơ." Bà Hạnh xoa đầu cháu rồi lục tục ngồi dậy, vẫn mớ tóc bạc đang xõa ra trước trán. Đoạn chỉ tay ra khoảng không gian tối om bên ngoài: "Giờ này chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương kêu vang từng chập, xen lẫn tiếng gió xe sắt luồn vào qua khe cửa, kèm theo mùi rạ cháy làm không gian bí bách lờ mờ như một làn sương mỏng. Chỉ còn tiếng rặng tre đang cót két từng tràng đều đặn, tiếng con bỉm bịp ăn đêm và tiếng rào của thằng mõ trong làng, tiếng được tiếng mất. Giờ là canh ba rồi, lấy đâu ra tò he mà mua? Để sớm mai bà đi chợ, bà dẫn sang quán ông Báu mua cho nhé. Chưa giờ này ông Báu ông ấy ngủ rồi, không có bán đâu." Thằng Tí giấy này: "Không chịu đâu, mua tò he cơ." Bà Hạnh dỗ mãi mà thằng Tí càng được thể làm cao. Bực mình, bà quay sang nghiêm mặt: "Không ngủ mà còn quấy thế này, coi chừng ông ba bị ông ấy bắt đấy." Thằng Tí nghe thấy ông ba bị thì chẳng những không hoảng sợ mà có phần ăn vạ nhiều hơn. Nó cứ giãy đành đạch, chân đập xuống chiếu, tay vùng loạn xạ. Bà Hạnh biết không dọa được cháu nên ra giọng ngọt nhạt: "Trong nhà nóng quá, đi ra ngoài chóng ngồi với bà cho nó mát. Tiện thể bà kể cho mà nghe về câu chuyện này. Chắc chắn Tí của bà chưa được ai nghe kể đâu. Chuyện có thật ở làng mình đó. Nghe xong rồi bà đưa sang nhà ông Báo mua cho." Nói rồi bà Hạnh lật đật chưa khỏi mùng, xỏ đôi guốc mộc và loẹt quẹt trở ra ngoài. Thằng Tí thấy vậy cũng thôi mẻ nheo, mau mải đi chân trần trên nền nhà chi chít dấu chân chó, chân người mà theo nội mình. Con chó mực nằm ở đầu cổng thấy tiếng động, nhanh chóng nhổm dậy. Nhận ra chủ thì tiến lại gần liếm tay bà Hạnh và phủ phục nằm ở đầu chóng. Bà Hạnh rót bát nước vối đưa lên miệng nhấp một hơi, tay xoa xoa lưng thằng chó nội. Bà định bụng sẽ dỗ cho nó ngủ bằng câu chuyện xảy ra trong làng này đã tròn 60 năm nay. Thằng Tí gối đầu lên đùi bà mình, mắt mở tròn háo hức, rồi theo giọng nói trầm đục của nội mình, một thế giới âm u kỳ bí không kém phần rùng mình mở ra trước mắt nó. Rùng răng rùng rẻ dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê cho dê đi học, cho cóc ở nhà cho gà bới bếp, xì xì sụp sụp ngồi thụp xuống đây. Trời càng về khuya càng lạnh, con đường dẫn ra nghĩa trang làng nhà nhì tối đen như mực. Đi cách nhau 10 trượng đã chẳng thấy rõ mặt người. Vẳng trong tiếng gió rít lên từng hồi
là tiếng cào thảm não của con cú mèo nào đó ăn đêm. Thanh âm thê lương đó nhanh chóng mất hút vào tận không đen đặc. Tiết trời tháng 11 âm lịch của miền Bắc rét cắt da cắt thịt, lại thêm cơn mưa phùn giả xích lê thê kéo dài đã một tuần trăng, càng làm cho không gian thêm phần giá rét u tịch. Giờ này 9 phần 10 người dân làng Hà Nhì đã đóng kỹ cửa nẻo, tắt đèn rụi đón từ lâu. Ngôi làng với hơn 800 hộ dân bị một màu đen bao trùm tối như hũ nút. Trong làng im lìm, tuyệt không một tiếng động. Lâu lâu chỉ có tiếng chu chéo của một con chó nhà nào, nghe thấy tiếng động sủa lên một hồi rồi lại im bặt, trả lại màn đêm âm u đến thê lương. Nếu không có việc gì giờ này, người làng chẳng dại gì mà mò ra ngoài đường. Phần vì mùa đông lạnh giá, phần vì dạo gần đây làng xảy ra trộm cắp liên miên. Vậy nên mới đầu giờ Dậu, ai nấy đã cửa đóng then cài, châu bò cột chặt trong buồng, chẳng ai dám qua lại nhà ai. Ấy vậy mà con đường độc mộc dẫn ra nghĩa địa làng Hà Nhì đúng nửa đêm canh ba lúc này lại bập bùng ánh lửa cháy. Ánh lửa lúc mở lúc tỏ ấy là từ cây đuốc tẩm dầu hôi trên tay ông bà Tước, một cặp vợ chồng già sống bám víu vào nhau ở căn chòi nơi con đê đầu làng. Dưới ánh đuốc chiếu rọi một khoảng đường lầy lội, hai bên lối đi nhỏ hẹp, đám cỏ dại dính mưa ngả rạp. Mặc cho bùn lầy quấn lấy mỗi bước đi, mặc cho từng làn gió thốc vào da thịt như trăm ngàn mũi dao găm vào cơ thể. Ông Tước vẫn bặm môi cùng vợ mình là bà Huyền, gắng lết thân tàn, lầm lũi tiến đi trong mưa gió. Không ai nói với ai tiếng nào. Chốc chốc cả hai dừng lại, xốc cao mảnh áo nâu sồng, nhấp thêm một ngụm nước cho ấm người, rồi lại bảo nhau nhắm hướng khu đồng mả mà tiến bước. Vẫn biết giờ này đã quá nửa khuya, chẳng ai dạy gì mà nửa đêm nửa hôm còn lần mò ra ngoài này để đem thân tàn đối chọi lại thiên nhiên. Nhưng không làm thì chỉ có chết. Miếng cơm manh áo làm ông bà quay quắt, nhưng cũng chẳng đến mức giữa đêm mưa gió lại kéo nhau ra đây. Lý chính là tại ba đồng tiền sưu sắp phải nộp mà chưa đào đâu ra. Mà tiền sưu của triều đình thì nào ai dám chậm chân. Thành thử từ đầu giờ hợi, hai ông bà đã nai nịt gọn gàng rồi ăn tạm củ khoai lót lòng và hối hả ra đi. Hai thần cỏ mỏ mẫm từ cánh đồng chiêm đến bãi bồi con sông cái để thăm câu, thăm lở bẫy rắn độc và soi tôm cá. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hoặc giả như đêm đông gió rét nên đám rắn rết bảo nhau đi trốn sạch. Nhìn vào giỏ đựng rắn đeo bên hông vợ mình trống không, ông Tước dù rét buốt tim gan và thương vợ mình, nhưng cũng đành bấm bụng động viên vợ cùng mình ra khu đồng mả thăm bẫy. Khu đồng mả này là nơi chôn thay người chết trong làng, rộng chừng 5 sào đất nhưng lộn xộn và chẳng có quy củ trật tự gì. Thoáng nhìn qua hơn 100 ngôi mộ với đủ loại kích cỡ đang căng mình dưới mưa gió, cái thấp cái cao, cái thì bia đá đã vỡ một góc. Vài ngôi mộ rêu phong phủ kín, kích cỡ như ngôi đền nhỏ, là nơi an táng của đám nhà giàu trong làng. Đám dân đen thì mộ phần sơ sài có lệ, hệt như cái thúng úp cũng chẳng có mộ bia gì cho cam. Tiết trời ẩm ướt, mưa phùn dai dẳng, làm mấy cái chân hương của những cái bát nhang đã rụng rời, hoặc giả như từ lâu làng này không có ai chết nên số người thắp nhang chăm sóc mộ mả cũng ít hẳn. Cũng vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những cái bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu thiếu trang nghiêm. Tuy chẳng có lề lối và hình thù theo quy củ nào, nhưng khu nghĩa địa này lại phân ra hai bên rõ ràng. Bên phải là nơi chôn thay người làng, bên trái là hơn 20 ngôi mả chôn đám dân đen ở đâu giặt về làng này chết. Người làng thương tình nên quấn tạm cho manh chiếu chôn thay, để tránh việc diều qua ăn gan uống máu, hoặc cũng tránh để dịch bệnh lan tràn như lời cụ Đồ Chí đã chỉ bảo. Hai ông bà sau một hồi dò dẫm cũng đến được mảnh ruộng cạnh khu đồng mả. Ông Tước đặt cái sọt tre nặng nề lớn cỡ cái sọt bắt lợn đang đeo trên vai xuống, rồi cẩn thận xem xét lại đồ nghề. Bên trong là một cái nơm nhỏ để úp cá, một cái vợt dùng để bắt chim, một thanh sắt hình dạng như cái kìm để bắt rắn bắt lươn. Lại cẩn thận kiểm tra hũ dầu hôi dùng để châm đuốc,
và quan trọng nhất là mấy là hạt đậu lào dùng để hút nọc độc mỗi khi bị rắn cắn, điều đã quá quen thuộc với người đi săn đêm như ông. Gần đây, rắn độc cạn kiệt, phần lớn thu nhập ông đều từ có việc chuyển sang săn lươn, săn cá. Mấy ngày trước mưa phùn rả rích lê thê nên công việc thu nhập kém hẳn. Phúc tổ mà dạy cho ông tước là hôm nay khi trời vừa tối, cũng là lúc cơn mưa giông xối xả như chút nước. Theo kinh nghiệm nghề săn đêm, ông tước đoán chắc có nhiều cá sẽ ngược theo dòng nước ngọt của dòng sông cái, chạy qua cánh đồng giáp ranh khu Gò Mả này. Do nguồn rắn độc cạn kiệt, dần buồn rắn độc thưa dần, còn đám mua lươn thì sáng nào chưa mở mắt cũng đã ồn ồn kéo vào làng Hà Nhì hỏi mua. Nhất là thời điểm này, nếu đêm nay chúng to thì mấy đồng tiền sưu thuế cũng không phải mối lo gì. Ông tước che vành nón mê, tóp má hít hơi thuốc cho ấm bụng. Đoạn quay sang bảo vợ mình là bà Huyền, đang chồng mông tẩm dầu vào ngọn đuốc thứ hai, mà bảo. Bà nó ơi, bà nó lên đám ruộng kia mà thăm tình hình. Mảnh ruộng gần khu Gò Mả này thì để tôi. Bà mới ốm dậy lại dầm mình mưa gió thế này, tôi cũng thấy lo lo. Mảnh ruộng gần khu Mả này khí âm nhiều lắm, lỡ nhiễm vào người rồi đổ bệnh thì nguy to. Bà nó lên kia đi, để tôi ở đây được rồi. Bà Huyền gật đầu, châm nhanh cho chồng một bó đuốc rồi lầm lũi tiến lại mảnh ruộng ven triển sông mà vạch bờ vạch bụi. Còn lại một mình, ông tước cũng ném luôn sái thuốc, bặm môi xách đồ nghề mà xăm xăm lội xuống. Mặc cho bùn lầy ngập đến tận đầu gối, mặc cho cái rét dọc vào tận cuống phổi, làm hai hàm răng va vào nhau lách cách, ông cũng nghiến răng mà mỏ mẫm, dọi đuốc tìm tòi. Đang sung sướng vì nghe tiếng quấy mạnh trong cái bẫy cá, ông tức chợt giật mình khi ánh đuốc quét qua trước mặt làm ông phát hiện một bóng đen đang ôm khư khư cái bọc gì trên tay. Thân ảnh đó núp sau ngôi mộ có mộ bia cao phía nghĩa địa, cách chỗ ông đứng chỉ độ một trượng. Ông tước có chút giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, tự nhủ là người làng đưa trẻ con mới mất đi chôn hoặc bốc mộ cho người quá cố, nên chẳng màng quan tâm, cứ thế tiếp tục thò tay vào bẫy mà bắt lên con cá chê nặng đến cả mấy cân. Ông tức sướng quá, để nguyên con cá dính đầy bùn đất mà đút vào giỏ, đoạn lật đật tiến đến kiểm tra. Lần này lại tiếp tục có động tĩnh. Ông tước là tay lành nghề nên mau chóng nhận ra trong đám cỏ dại mọc tùm có dấu vết của con cạp nòng dính bẫy. Ông tức sướng quá rú lên khe khẽ, đoạn bị bõm tiến lại. Cạp nòng là loại có giá, tính ra mỗi con cũng đổi được 2 đấu gạo, thế thì chẳng dạy gì mà để lỡ. Ông tước chưa kịp rút bẫy để xem thì bất chợt khựng lại, quay ngoắt người về khu Gò Mả nhìn chằm chằm vì cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình. Thoảng trong tiếng gió vùn vụt bên tai, ông tước nghe rõ có tiếng đàn bà khóc ai oán và thanh âm thoát tục âm vang cũng xoáy vào đầu ông rõ một một. Lạy ông, cho con xin con cá để mớm cho con. Lạy ông. Nếu gặp kẻ khác trong hoàn cảnh đó, chắc chắn sẽ ba hồn bảy vía bay đi sạch. Nhưng ông tước thì không. Bản thân ông đã quá quen với nghề đi săn đêm. Ông còn vui miệng kể với người ta rằng ông coi công việc này như một phần tất yếu. Nếu có kẻ nào kể về việc ma quỷ thì ông gạt phắt đi, vì hơn 30 năm đi lần mò đêm, ông nào có thấy mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao. Ông tước đứng thất thần mấy giây, chẳng phát hiện ra sự gì lạ thì tự nhủ. Rõ ràng có tiếng người, chả nhẽ mình già cả nghe nhầm chăng? Nói rồi, tiếng động trong bẫy kéo ông trở lại thực tại. Ông tức mau mải đặt cái giỏ cá xuống mặt ruộng ẩm ướt và nhanh chóng tiến lại, vì hình như con rắn này lớn lắm. Quả đúng như ông đoán định, con cạp nong thân to bằng cẳng tay ông, da rẻ xù xì, đầu bằng cái chén sành đang vùng vẫy tìm cách thoát. Ông tức chẳng chậm chân, cắm ngọn đuốc với ánh lửa đang dạt đi vì mưa gió xuống cạnh bẫy và đưa tay tóm sống con rắn. Chưa kịp mừng vui
thì ông lại một lần nữa giật mình, đứng chôn chân, mồm á khẩu, tim đập như trống trầu khi thấy một bóng đèn vừa lao vụt qua mình. Hồn vía chưa kịp hoàn lại thì lại nghe tiếng trẻ con khóc oe oe vọng ra từ khu mả hoang, kèm theo đó là tiếng rắc rắc hệt như khớp xương bị bẻ. Ông tước chợt cảm thấy bất an, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió rét mướt, sao lại có ai mang trẻ con ra đây mà ở? Thế này thì 8-9 phần là gặp ma. Ông tước là kẻ cứng bóng vía, trước giờ luôn tỏ ra là người chẳng kinh sợ gì thế giới cõi âm. Tuy vậy, ông vẫn dặn lòng mình rằng lời các cụ dạy bảo là đúng, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Biết chắc đêm này bị thứ ma tà trêu ghẹo, nên ông tức chắp tay lẩm bẩm: tôi là thằng bắt rắn đêm ở cái làng này đã mấy chục năm nay. Hôm nay vì đói kém nên đành phải mạo muội ra đây giờ này. Nếu có gì phạm phải nơi ăn trốn ở của mọi người thì xin rộng lượng hải hà mà bỏ qua cho. Nói rồi ông tức rút cây đuốc, cầm theo con rắn và mau mải tiến lại chỗ cái giỏ đựng, tính cắp giỏ chuồn luôn. Lại một lần nữa ông giật bắn mình, kêu rú lên, ngã ngồi ra nền ruộng lầy lội, vì bên trong chiếc giỏ còn cá chê bắn nãy đã biến mất, thay vào đó là một nắm tóc dài cỡ hai gang tay đang cuộn tròn trong đó. Chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ có một bàn tay lạnh toát chộp lấy vai ông, làm ông tức kinh hãi thét lên. Khi nhận ra vợ mình đứng đó, ông mới qua cơn hoảng loạn phần nào. Bà Huyền xốc lại cái giỏ cá, nhìn chồng bằng con mắt hoang mang, giọng nói lộ rõ nét bàng hoàng: sao đấy? Làm sao mà ông lại gào toáng lên vậy? Hay là bị rắn cắn? Ông tức chồm dậy, chỉ tay vào khu gò mả lắp bắp: Ma, có ma. Bà Huyền khựng người, tay như ủ đi, quay ngoắt vào trong khu gò mả, vì bà cũng mới nghe thấy tiếng khóc oe oe và tiếng nhai rào ráo vọng lại theo gió. Thanh âm đó như xoáy vào óc bà, sát bên tai từng tiếng rõ rệt, làm tứ chi bà bủn rủn. Tiếng khóc trẻ con trong đêm vắng tuy mỗi lúc nhỏ dần, nhưng vẫn làm bà sợn gai ốc, bất giác lùi hẳn lại, quay sang nhìn chồng. Ở với chồng mình 30 năm nay, bà còn lạ gì tính chồng. Ông tước chồng bà ở cái làng này ai mà không biết là kẻ bạo gan, có bao giờ biết sợ là gì. Ấy vậy mà đêm nay thần sắc ông sáng ngoét, giọng nói lắp bắp, thì chứng tỏ chồng bà gặp thứ gì đáng sợ lắm. Bà Huyền cũng biết ma quỷ đang trêu ghẹo, nhưng tiếng trẻ con cứ như một ma lực vô hình thúc giục bà, làm nỗi sợ cõi vô hình bị át đi. Bà Huyền nhìn chồng rồi đanh giọng: ma đâu mà ma, rõ ràng là tiếng trẻ con khóc ông ạ. Để tôi lên xem thế nào. Ông tức tái mặt, kéo tay vợ lại, run rẩy cất lời: Ma đấy bà nó ơi, trẻ con nào đêm hôm còn ra đây nằm khóc. Ma đấy, về bà ơi. Bà Huyền gạt ra nghiêm giọng: mình không động chạm gì người ta thì người ta chẳng trêu ghẹo mình. Các cụ đã bảo, người sợ ma 3 phần thì ma sợ người 7 phần. Ông còn nấn ná làm gì? Huống hồ dạo này nạn trộm cắp bắt cóc trẻ con đầy ra, làng này đã bao nhà mất con rồi, ông quên à? Nhỡ đâu là người thì sao? Bỏ đi không cứu thì phải tội lắm. Nói rồi, mặc cho chồng mình đang ú ớ không thành lời, bà Huyền quả quyết trèo lên bờ và tiến đến nơi phát ra tiếng động lạ. Ông tức cũng chẳng dám để vợ một mình nên bấm bụng leo lên theo. Hai vợ chồng dò dẫm đến trước một ngôi mộ thì hái hùng lùi hẳn lại. Dưới chút ánh sáng sắp lụi của ngọn đuốc tàn, đập vào mắt hai vợ chồng là cảnh tượng cực kỳ ai oán. Xác một người đàn bà nằm chết ngửa bụng trên nền mộ đá, tóc xõa ra chấm đất, mặt trắng bệch, mồm ngậm con cá chê đã bị xé làm hai, còn dính nguyên bùn đất. Kinh hãi hơn cả là hai bàn tay cái thây ma vô hồn đó lại ôm khư khư một đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Khóe miệng đứa bé đang trào ra cái thứ máu cá đỏ lòm, chút thịt cá còn dây đầy hai bên mép. Ông tức hãi hùng ngã ngồi ra đất, quay mặt đi nôn thốc nôn tháo.
Bà Huyền chứng kiến thảm cảnh cũng không chịu được mà thất thần ngồi thụp xuống. Sau giây phút kinh hồn táng đạm đó, bà Huyền lật đật trở dậy, nhận ra đứa trẻ vẫn còn thoi thóp thở thì quên cả sợ hãi, ôm ghì nó vào lòng, đoạn quay sang quát chồng. Ông còn sợ cái gì? Nhanh chân lên, đứa trẻ chết rét đến nơi rồi. Mang, mang về nhà nhanh lên. Ông Tước cũng là một người nhân hậu, nghe thấy thế thì bỏ cả giỏ cá, mau mải tiến lại bế đứa bé chạy thục mạng về căn chòi cách đó chỉ độ một cánh đồng. Hai ông bà mặc kệ cơ thể rét buốt, mặc kệ nấu nước nóng lau người, kẻ thay tắm mới cho thằng bé, lại cẩn thận bọc vào lớp chăn bông và đốt đuốc sáng rực nhà để xua đi cái lạnh đang tím tái cơ thể. Phúc tổ mạ dày cho đứa bé là kịp nhặt lại một mạng trước khi đến quỷ môn quan. Hai ông bà lúc này mới cảm thấy lạnh cóng. Ông Tước rót lấy bát nước chè nóng đưa cho vợ mình rồi hối thúc. Bà nó uống đi, còn thay quần áo. Kẻo ốm ra đấy thì tiền đâu mà cứu được. Bà Huyền co ro, đôi môi đã trắng bợt đi vì lạnh. Bà đón lấy bát nước chè rồi nhấp một ngụm. Hơi nóng làm bà tỉnh táo mấy phần. Như sực nhớ ra điều gì, bà mau mải tiến lại gần giường quan sát. Sau khi yên tâm vì thấy thằng bé con đã yên giấc ngủ, bà lật đật trở ra rồi bảo. Thôi ông ạ, nghĩa tử là nghĩa tận. Chúng ta đã cứu đứa bé này thì xác người đàn bà kia cũng nên táng luôn cho phải đạo. Người ta sống cũng khổ lắm rồi, chết cũng không có nắm đất chôn thây, lại để cho diều quạ rịa xương uống máu thì tôi thấy không đành. Hay là vợ chồng mình... Bà không phải nói tôi cũng hiểu. Tôi giục bà thay quần áo cũng vì nhẽ đó. Dù gì cũng ngớt mưa rồi, bà thay nhanh bộ đồ cũ và cầm theo nắm nhang theo tôi ra đó đào cho người ta cái huyệt chôn thây. Rõ khổ. Thế rồi chỉ độ nửa khắc sau, hai vợ chồng lại mặc gió rét đêm đông mà lầm lỗi kéo nhau ra khu mạ. Hai vợ chồng mong mải khép cửa mà không để ý thằng bé con ban nãy đang nằm ngủ im lìm lúc này chợt mở mắt, ngoái đầu nhìn theo bóng hai ông bà chòng chọc. Ông Tước đi trước, trên tay là cái xẻng cán dài, bên nách là tấm chiếu cói thủng lỗ chỗ. Theo sát gót ông là bà Huyền với nắm nhang và chút gạo muối ở cái tay nải trên vai. Cả hai cắm đầu bước đi, không ai nói với ai tiếng nào. Chẳng mấy chốc, đã đứng trước ngôi mộ đá nơi cái thây người đàn bà chết cứng trên đó. Ông Tước không nói không rằng, đốt nắm nhang rồi quỳ xuống chắp tay khấn vái. Vợ chồng tôi gặp cô ở đây cũng là duyên số tiền định. Chẳng biết cô là người ở đâu, gia cảnh ra làm sao, bắt tự sinh thần thế nào. Nhưng gặp nhau ở hoàn cảnh này âu cũng là số trời sắp xếp. Này thấy cô thác oan, thần sắc lạnh lẽo, lại sợ đám diều quạ uống máu ăn xương, nên vợ chồng tôi mạo muội lập cho cô ngôi mộ. Vợ chồng tôi xuất thân nghèo nàn, chẳng có quan quách gì cho cam, chỉ có mảnh chiếu cói này bó xác cô chôn tạm. Xin thứ vì gia cảnh bần hoàn, tuyệt không phải có ý xúc phạm gì thân xác, mong hương hồn cô chứng giám. Nói rồi ông Tức bặm môi, nghiến răng cắm đầu đào. Bà Huyền cũng phụ chồng mình bằng đôi tay trần, thì nhau cạo đất sang hai bên. Cũng may đất nghĩa địa gặp mưa nên mềm, thành thử chỉ độ nửa canh giờ đã hình thành một huyệt mộ sơ sài. Hai vợ chồng khiêng cái xác co quắp xuống lỗ huyệt, rồi lại hỏi nhau lấp lại. Ông Tước còn cẩn thận đặt hòn đá to lên trên, sợ đám chó hoang đến bới xác thì phiền hà lắm. Bà Huyền bày ra một bát gạo, một bát rượu và đốt nốt nắm nhang cắm xuống. Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu rồi tiếp tục lâm dâm khấn. Thôi thì mộ phần cũng xong rồi. Này vợ chồng nhà tôi cứu được đứa bé thì xin cô cho chúng tôi nhận nó làm con. Hai vợ chồng tôi chẳng may không có đứa con nào. Này mạo muội xin vong linh cô chứng giám để vợ chồng tôi nuôi nó nên người. Cũng xin đặt tên nó là thằng Chê để không quên ngày tao ngộ đêm nay. Bó nhang đang im lìm đột ngột bùng cháy lên dữ dội rồi lại tắt ngúm, tỏa ra làn khói xanh mờ đục như làn sương mỏng. Hai vợ chồng vái lấy vái để rồi đổ gạo muối trước ngôi mộ mới đắp
và xin ra về. Ông tức không quên lượm theo giỏ cá thì giật mình nhận thấy cái giỏ nặng trĩu. Hai vợ chồng giật mình khiêng cái giỏ về và cẩn thận mở ra xem. Bên trong đầy ăm ắp cá, toàn là cá chê béo núc ních, dễ dường lên đến cả 15 đồng cân. Cộng thêm số rán trong sọt của bà Huyền nhậm ra cũng được 6 đồng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, người dân làng này đã dần thoát khỏi bóng tối lầm than, nhưng nói chung vẫn còn nghèo lắm. Hai ông bà vẫn lầm lũi nuôi đứa bé con nhặt được năm nào cho đến 8 năm sau. Đứa bé lúc này đã hơn 8 tuổi, thông minh nhanh nhẹn và nghe lời ông bà tước lắm. Duy chỉ có điều lạ là không hiểu sao đám trẻ con trong làng đều không chơi chung với nó. Thằng bé có người bạn thân duy nhất là thằng Sang. Ông bà Hà người ở cuối làng cũng là một gia đình ở tầng đáy xã hội. Có lẽ vì lẽ đó nên hai thằng chơi được với nhau. Thằng Sang mồ côi cha mẹ từ khi lọt lòng, được một tay bà nội nó chăm sóc từ tấm bé nên quấn bà lắm. Biết gia cảnh của nhà mình khó khăn nên thằng bé chẳng mè nheo gì, suốt ngày chỉ chơi với đám chó mèo trong nhà hoặc tót sang nhà ông tước chơi với con ông rồi lại về luôn. Bà Hà cũng coi gia đình ông là chỗ thâm tình nên nhiều khi đi mót củi xa thường gửi thằng Sang sang nhà cho bà Huyền để ý. Làng này nắm ao chuông, xảy ra một cái là chết đuối như thường. Bà Huyền cũng coi thằng Sang như con cái trong nhà nên ra chiều chăm lo. Có củ khoai củ sắn cũng dành cho hai đứa ăn trước. Một tuần đổ lại đây, bà Huyền lên cơn sốt cao. Cơ thể bà xuống thấy rõ, hai má tóp lại, tóc bạc đi mấy phần. Chỉ biết nằm phục phục, mặc cho ông tước chồng bà lo liệu công trong việc ngoài. Gia cảnh mới ổn định một chút, giờ lại đổ hết tiền bạc vào căn bệnh quái ác này, mà bà Huyền vẫn không hề thuyên giảm. Những thứ đáng giá trong nhà lần lượt đội nón ra đi, thành ra chẳng mấy chốc căn nhà đã rỗng toác, bốn bề lọt gió. Căn bệnh ngày càng trở nặng mà không biết vay mượn ở đâu, nên đêm hôm đó ông tước lại lầm lũi quay lại công việc mà ông đã bỏ 3 năm nay, đó là đi soi rắn đêm, chỉ mong gắng gượng thêm đồng nào các bạc để lo cho vợ. Đêm đó đúng ngày rằm tháng 4 nên ánh trăng trung tuần lúc tỏ lúc mờ. Ông tức ôm theo đống bẫy đã chuẩn bị từ chiều, lầm lũi bước đi trên con đường làng nhắm hướng bãi sông mà tiến tới. Dù mấy năm không động tới nghề này, nhưng tài sát cá sát rắn của ông vẫn y nguyên. Đến nửa đêm thì ông tước đã đánh được đầy giỏ cá chép, còn nào con nấy béo núc ních, lại thêm giam anh rắn hoa cỏ cũng gọi là kiếm được chút đỉnh. Tiết trời tháng 4 ngày dài đêm ngắn, dù ban đêm nhưng không khí vẫn oi bức và ngột ngạt lắm. Ông tức lật đật thu bẫy, tháo chiếc giỏ cá đeo bên hông đặt xuống đất và ngồi nghỉ. Ông tước móc bên cặp quần ra chút sái thuốc, quấn nhanh một điếu, nhanh tay châm lửa đưa lên miệng rít đến tóp má. Đang phê pha trong làn thuốc thì ông tức giật mình khi thấy trên triển đê cách chỗ ông ngồi nghỉ chỉ 20 bước chân, từ bao giờ xuất hiện một bà già đội nón lá sùm sụp đang đi trên bờ sông về phía ông. Ánh trăng rằm không đủ soi sáng dung nhan người đàn bà đó, chỉ thấy tấm lưng còng rạp, dáng đi hệt như rắn bỏ cực kỳ quái dị. Ông tước chưa kịp định thần thì bất thình lình bà già vấp ngã lăn tủm xuống sông, tay chân vụng vẫy quẫy đạp loạn xạ rồi kêu cứu. Ông tước vốn tính nhân hậu hay ra tay cứu người, nên khi chứng kiến cảnh đó thì mau mải vứt vội mọi thuốc còn hút dở, thục mạng chạy lại nhảy tủm xuống sông bơi đến cứu người. Lạ thay, vừa bơi đến gần dòng nước đang sủi bọt định túm lấy tay bà già thì đột nhiên bà ta trồi lên nhìn ông trừng trừng và bơi hẳn ra giữa sông. Ông tước chưa kịp định thần thì một tràng cười the thé phát ra xoáy vào tai ông rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Ông tước sợ tái mét mặt mày, biết là gặp ma nên ba chân bốn cẳng vội vã bơi vào bờ. Lúc lên đến bờ chạy lại chỗ đặt đám bẫy và giỏ cá thì lạ thay đổ bẫy vẫn còn mà giỏ cá đầy ắp lại biến đi đâu mất. Ông tức hãi quá bỏ cả đồ nghề mà cắm đầu chạy vội về nhà. Ông tức chẳng dám kể cho vợ mình, sợ bà đâm lo lại đổ bệnh thì chết.
Thành ra ông cứ ngồi đực mặt ở thềm nhà mà lo lắng đến thở dài thườn thượt. Bất chợt cánh cửa chính mở ra, thằng Chê thấy cha mình rầu rĩ thì thủ thỉ bảo: "Thầy ơi, thầy mới bị ma trêu đó hả?" Ông tức cả kinh lắp bắp: Sao con biết?" Thằng Chê nhìn cha mình rồi hồn nhiên bảo: "Ấn đường đen kịt thế này, tám phần là gặp ma. Con ma này dân gian gọi là ma da, nó chuyên rút chân người và dìm chết ở sông để nó được đi đầu thai. Nhưng số thầy không chết vì đường nước, cho nên nó không làm gì được mà chỉ có thể trêu đùa thôi. Thầy đừng có lo." Ông tức trợn tròn mắt nhìn con, chưa kịp hiểu rõ sự tình thì thằng bé lại ghé sát tai căn dặn: "Thầy nghe lời con, ngày mai ra cổng gặp con chó trắng lợn vợn quanh nhà thì cứ đánh cho chết, xong thầy cạy miệng nấy răng nanh của con chó. Thầy phải nhớ là răng hàm trên, có vậy mới hiệu nghiệm. Sau này có đi đâu đêm hôm thì mang bên mình sẽ không bị quấy phá thầy ạ." Ông tức bán tín bán nghi, sáng hôm sau trở dậy theo dõi động tĩnh, quả nhiên đúng như lời thằng bé nói. Ông làm theo đúng những gì con trai dặn dò, lại đem hai cái răng nanh ở hàm trên sâu vào một dây, làm thành hai cái dây chuyền đeo trên cổ. Ông một, con trai ông một. Quả thật sau dạo ấy ông tước đi đêm về hôm, chẳng thấy có thứ gì quấy quả, và lượng rắn soi được mỗi đêm đều nhiều lên thấy rõ. Cũng vì nhẹ ấy mà ông dư tiền thang thuốc tẩm bổ cho vợ mình, và sau hai tháng cật lực chạy chữa căn bệnh của bà Huyền cũng thuyên giảm, sức khỏe có phần còn nhiều hơn trước khi đổ bệnh. Chiều hôm ấy, ông tức đang ngồi giã đống thóc nếp, chuẩn bị cùng vợ đổ xôi để làm cái lễ cúng cô hồn tháng 7 theo tục lệ ngàn đời ở cái làng này. Đang mạnh tay chạy thì ông nghe có tiếng chân người chạy bình bịch vọng vào từ ngoài ngõ, kèm theo đó là giọng nói thất thanh của bà Hà, bà nội thằng cu Sang: "Bớ bác tước ơi, thằng Sang nó có qua đây không hử bác?" Ông tức buông chảy rồi lau mồ hôi đang rịn ra trên trán và bảo: "Từ hôm qua đến giờ có thấy bóng dáng nó đâu." Bà Huyền cũng ngừng đái đỗ, chạy vội vào thềm nhà rồi hỏi lại: "Chẳng phải chiều qua cụ qua đây đón nó về đấy hử?" Bà Hà nhướng cái thân còng rạp, mồm lắp bắp: "Đúng đúng, chiều qua tôi đón nó về, sáng nay đang nấu cháo cúng cô hồn thì nó bảo xin sang nhà hai bác chơi với thằng Chê. Nó ngoài nhà bác ra thì có dám đến nhà ai đâu. Lẽ thường nó chơi đến trưa là mò về rồi. Thế mà bây giờ đã qua chiều sao chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Hay là..." Ông tức đỡ bà Hà ngồi xuống chóng rồi động viên: "Cụ ở đừng có nói gỡ, trẻ con nó ham chơi là lẽ thường mà. Biết đâu đang đánh trận giả với đám trẻ con trong làng ngoài đê thì sao? Hoặc giả như nó về nhà rồi cũng nên." Bà Hà lắc đầu, hai mắt nhỏ lệ đáp: "Nhưng mà tôi thấy bất an, lòng dạ nó cứ nóng như lửa đốt đấy. Lần trước cũng cảm giác này, cái lần mà nó ngã xuống hố sâu đấy. Chính hai bác cứu nó lên mà." Nói rồi bà Hà đứng dậy xin phép bằng giọng khẩn khoản và lật đật ra về: "Thế tôi về nhé, để hỏi quanh dân làng xem nó có chơi nhà ai không." Hai vợ chồng nhìn cái bóng còng rạp của bà Hà mà lắc đầu thở dài. Chưa kịp tiếp tục công việc thì thằng con trai đã lên tiếng. Chỉ một câu thôi làm hai vợ chồng tái mặt nhìn nhau: "Thằng Sang nó chết nội ở giếng làng rồi." Hai vợ chồng á khẩu nhìn nhau, đoạn lắp bắp hỏi: Cái gì? Con nói gì? Nói lại cho thầy nghe." Thằng bé vẫn lặp lại bằng giọng đều đều, ánh mắt ném ra khoảng không vô định: "Nó chết rồi, xác trừng phảnh dưới giếng kia kìa. Lão bá hộ quyết ném nó xuống đấy vì nó làm bẩn bộ áo cánh the. Chết từ đầu giờ thìn cơ." Vợ chồng ông tước nhìn nhau rồi nghệt mặt, như có linh tính mách bảo. Ông lao nhanh ra cái giếng đầu làng và xem xét. Ở các làng khác, giếng nước ăn luôn có bờ gạch bao quanh để tránh cho ai sẩy chân vì nền gạch trơn trượt lắm. Thế mà bao đời nay giếng làng Bến Hòa không hề có cái bờ gạch bao quanh ấy, lại sát đường đi,
nên nhiều lần trẻ con và cả châu bò rơi xuống đó, nhưng luôn vào lúc đông người nên được vớt lên kịp. Ông Tức căng mắt nhìn rồi kinh hãi rú lên, ngã ngồi ra đất. Đám dân làng nơi quán nước gốc đa thấy lạ thì túa ra xem. Đập vào mắt họ là hình ảnh thằng Cu Sang chết ngửa bụng, da rẻ trắng bợt, nửa đầu ngập trong nước chỉ trơ ra hàm răng, với cái miệng ngoác ra đến mang tai, cặp mắt trợn ngược nhìn thẳng lên trời đầy ai oán. Đám dân làng thấy tội, và lại chiếc giếng này quanh năm cung cấp nước cho dân làng ăn uống. Nếu cứ để cái thầy đấy khéo dịch bệnh thì nguy to. Thành ra dưới sự chỉ đạo của cụ Chánh, dân làng thòng dây kéo cái xác lên. Lạ thay cái xác thằng bé gầy còm mà nặng như đeo đá, mấy gã lực điền khó nhọc lắm mới kéo lên được. Và có một điều kỳ lạ, đó là thằng bé mới chết mà cơ thể trương phệnh, bốc ra mùi hôi thối hệt như xác đã chết từ mấy ngày. Đám dân làng rỉ tay nhau là thằng bé chết oan, oán khí nặng quá, lại nhằm thắng bảy cô hồn nên mới sinh ra sự lạ. Sau cái chết đầy tang thương đó, sự đặc kích quá lớn làm bà Hà phát điên luôn. Người ta thấy bà Hà lúc nói lúc cười, lúc lại vật vã bên nấm mộ chưa xanh cỏ của thằng bé con mà gào thét. Suốt ngày bà Hà đi lung ta lung tung khắp xóm trêu người, tối thì ngủ bờ ngủ bụi, ai cho gì ăn nấy. Ông bà Tước thương tình cùng mấy người hàng xóm kéo bà về động viên, nhưng chỉ mấy hôm sau bà Hà lại lên cơn dại. Bà cứ đi dọc đường làng, quần áo dính đầy đất cát, lại bị gai cào rách tứ tung. Đám tóc bạc bù xù xõa ra che kín mặt, bà cứ thất thểu như một bóng ma. Có người còn kể lại rằng đêm nào cũng bắt gặp bà ta nằm ôm lấy mộ thằng bé và nghêu ngao hát bài đồng dao mà thằng cháu bà hay ê a lúc còn tại thế, kèm theo đó là tràng cười the thé phát ra đầy rợn người. Dùng rằng dùng rẻ dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lại cậu lại mở cho cháu về quê. Sang ơi, dậy nói chuyện với bà con ơi, để bà bắt thêm mấy đứa nữa cho con chơi cho có bạn nhé. Dùng rằng dùng rẻ dắt trẻ đi chơi. Tối hôm ấy, ông Tức đang trong đèn bên ô cửa sổ, trong đầu là bao nhiêu nỗi muộn phiền. Bà Huyền đoán được tâm tư của chồng nên lên tiếng động viên. Thôi ông nó ạ, thằng Cu Sang nó cũng chết rồi. Tôi coi nó như con nên cũng đau xót lắm. Ông nén đau buồn cho thằng bé nó an lòng nhắm mắt. Cũng là cái số trời cả ông ạ. Ông Tức khẽ gật đầu, rồi ném ánh mắt mở đục ra ngoài con ngõ mở tối. Bất giác ông giật mình suýt rú lên. Bên cạnh cánh cổng gỗ ở bẹp, từ bao giờ xuất hiện hai thân ảnh trắng toát, một thấp một cao đang đứng nhìn chằm chằm vào nhà. Giữa không gian tranh tối tranh sáng đó, da rẻ hai kẻ đó trắng dã thoát tục, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào nhà, rồi quay bước trở đi, mất hút nơi đầu ngõ. Lẫn trong tiếng con mực nhà hàng xóm đang chua gạo man dại, tiếng móng sắt cào rạn rạt xuống nền gạch, ông Tước nghe rõ thành âm ai oán, âm vang như tiếng gọi hồn từ cõi âm tạo xa xôi. Dùng rằng dùng rẻ dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lạy cậu lạy mợ cho cháu về quê. Bà Huyền thấy chồng mình ú ớ, tay chỉ ra cổng thì bất giác nhìn theo. Tuy vậy, chỉ có khoảng không lờ mờ, tuyệt không thấy gì ngoài rặng tre già đang phơi mình và thanh âm cót két phát ra. Chưa kịp lên tiếng hỏi chồng thì tiếng thằng Trê đã cất lên. Bà Hà chết rồi, chết hai ngày nay rồi thầy bua ạ. Nghe lời con trai nói, ông Tức kinh hãi đánh rơi cái quạt mo trong tay. Quả thực đã mấy hôm nay ông ở dân làng không thấy bà Hà đến xin ăn nữa. Này nghe đứa con trai mới 8 tuổi của mình phán vậy thì ông bàng hoàng, tiềm thức như có một sợi dây vô hình liên kết lại. Ông hoảng hồn mất mấy giây, rồi sau đó lao mình ra ngoài màn mưa mỗi lúc một lớn, và không quên đánh tiếng với đám cụ Ngạc, cụ Báu gần nhà. Cả đám mấy người ùn ùn kéo lại thì quả thực phát hiện bà Hà chết trong cái chòi vịt hoang. Bà chết đã lâu, có lẽ ít nhất cũng 2 ngày. Lưỡi bà dài quá cằm, lọt một màu xám ngoét và vắt sang một bên.
người bốc lên mùi hôi thối tanh ngọt như cá chết vậy. Từng mảng xác thịt thối ra vì phân hủy đã lâu, chạy thành đám dịch vàng thấm đẫm nền nhà. Đám giỏi bọ béo mập đang thì nhào đục khoét và bâu đầy hai hốc mắt, làm ai nấy đều kinh hồn quay mặt đi không dám nhìn. Tin bà Hà chết nhanh chóng đồn ra, làm dân làng hoang mang lắm. Mới có mấy ngày mà làng này tang chồng tang thì có điều gì đó đáng sợ, nhưng chẳng ai dám nói ra cả. Họ hỏi nhau chôn nhanh bà Hà mà không tắm rửa hay thay quần áo mới gì hết, chỉ quấn trong cái lá chiếu thôi. Người ta lại chẳng chôn ở nghĩa địa vì quá xa không tiện, mà chôn bà ở cuối làng gần đường vì chỗ ấy có mảnh đất trống không chủ. Người ta cuốn bà trong lá chiếu rồi bỏ lên võng kiệu ra cuối làng. Cái võng lắc lư đùng đưa để lộ cái đầu lâu ra ngoài, tóc bết lại, da tái nhợt xám ngắt, môi khô bợt, hai mắt chưa nhắm hết, làm bất cứ ai vô tình nhìn thấy mà ám ảnh không bút mực nào tạo nổi. Bẵng đi sau 3 ngày từ khi bà Hà chết, cơn mưa máu gió tanh đã tìm đến gõ cửa nhà bá Hộ Quyết. Cũng là lúc làng Bến Hòa chìm trong không khí rợn rợn, vương đầy tử khí. Lúc ấy là đầu giờ Tí nhằm ngày 12 tháng 7 âm lịch. Chẳng hiểu sao đêm nay càng về khuya càng lạnh, cái lạnh buốt thấu tận xương dù ban ngày nắng như đổ lửa, làm ai nấy trong làng đều kín cổng cao tường từ lâu. Phần vì dân làng quan niệm tháng 7 là tháng xá tội vong nhân, oan hồn sẽ được Diêm Vương thả về xương trần mà tìm về nhà, nên việc ra ngoài vào giờ này là tối kỵ lắm. Phần vì đêm nay rét quá, rét đến tím da tái thịt, nên chẳng ai dạy gì mà mò ra ngoài cả. Trên con đường cái quan độc mộc dẫn thẳng vào làng Bến Hòa, lúc nửa đêm canh ba không một bóng người lai vãng. Đêm này lại càng vắng lặng, ủ uất, chỉ còn tiếng chó chu nhấm nhặng, tiếng cú mèo gọi hồn, làm không gian cực kỳ u ám. Một thân ảnh còng rạp thất thểu bước từng bước nhắm thẳng nhà bá Hộ Quyết mà tiến lại. Tối hôm đấy trời mưa to lắm, mưa như chút nước xuống cái làng nghèo càng thêm quạnh quẽo. Mưa tạt vào trong nhà ướt không ngủ được, ánh đèn dầu leo lét theo từng đợt gió như muốn tắt bất kỳ lúc nào. Không có tiếng gì ngoài âm thanh ầm ầm của sông Tố, ngoài trời cơn mưa vẫn gào thét như nổi giận. Sáng hôm sau, ông Tức dậy khá muộn, mặt trời đã lên ánh vàng vẽ như mật buổi sáng sớm trong lành. Ông Tức uể oải bước ra trước nhà, cảm nhận không khí man mát dễ chịu, trong khi lũ lợn đang kêu réo đòi ăn. Người ta nói nắng sớm thì chiều mưa, quả không sai. Nắng chưa bao giờ lâu thì mây đen lại kéo đến âm u cả ngày hôm đó. Ngỡ tưởng một cơn mưa chút nước như hôm qua, nhưng trời chỉ kéo mây dở dời chứ không mưa. Ông Tức mấy hôm nay buồn phiền nên cơ thể xuống thấy rõ, lại gặp tiết trời rạt một màu xám xịt thì tâm trạng lại càng tệ hơn. Đang tính trở vào trong cho lợn ăn thì bất ngờ có tiếng gọi giật giọng ngoài ngõ vọng vào. Bác Tước ơi, giờ này mà bác còn ở đây ung dung à? Chết, chết rồi bác ơi, làng này gặp họa to rồi. Ông Tức nhận ra tiếng ấy là của ông Toàn, một người bạn thân quen đã kết giao hơn 30 năm. Ông Tức lật đật ngồi xuống rồi mệt mỏi hỏi. Có chuyện gì mà mới sáng ra bác đã là làng là xóm lên thế hử? Ông Toàn mặt tái mét lắp bắp. Lão bá Quyết bị ma vật học máu chết rồi. Xác nổi lênh phênh ở giếng làng kia kìa. Còn không ra mà xem đi. Ông Tức cả kinh hỏi dồn. Chết rồi? Làm sao mà chết? Ông Toàn lắc đầu ngây ngốc. Bác hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Hai đứa con trai nhà lão còn mất tăm mất tích kìa kìa. Loạn hết cả lên rồi. Ông Tức bàng hoàng, bỏ cả điếu mà mong mải chạy ra. Đến nơi đã thấy xác lão bá Hộ nằm chỉnh hình ra, cái thân thể căng ra hệt như cái chết ai oán của thằng bé Sang mới ngày trước. Cụ Chánh cũng có mặt trong đám đó, thấy tình cảnh thảm thương thì run rẩy chống gậy trúc tiến sát bà bá đang rũ rượi như ma đói. Thế cơ sự nó ra làm sao? Bà bá kể cho chúng tôi tỏ còn định liệu.
làm sao mà một người khỏe mạnh lại đột ngột lăn ra chết được. Bà bác hộ rỗ như tàu lá chuối, nói trong nước mắt: Cụ Tránh ơi, cả nhà bốn người nhà em lên huyện đêm qua, nay mới trở về. Nửa đường gặp cơn mưa lớn nên có chú chân lại. Về đến đây thì trời đã ngớt mưa. Ông nhà em vẫn giận em vì đem tiền của đi cứu đói dân trên huyện, nên giận dỗi đi sau. Em cũng chẳng bận tâm nên dắt con đi trước. Đến khi một tiếng tủm dội lại dưới lòng giếng làm em giật mình. Quay lại thì không thấy ông nhà em đâu. Em mới hoảng quá gọi thì thấy đôi giày của ông ấy nổi lênh phênh ở mặt giếng. Ông ấy bị quỷ kéo chân rồi cụ ơi. Em hoảng quá mới la lên. Quay đi quay lại hai đứa con cũng mất tăm mất tích. Ôi chồng ơi là chồng ơi, con ơi là con ơi. Cụ Tránh nén tiếng thở dài, một mặt sai người làng khiêng xác ông bá về, một mặt cắt cử mấy chục người chia ra đi tìm hai đứa bé. Chỉ thấy sau khi an bài, cụ Tránh ngẩng đầu nhìn trời rồi thốt lên: Làng này hết phước thật rồi. Sau đám tang của lão bá, tam tích của hai đứa trẻ cũng chẳng tìm ra. Thành thử không khí trong làng nặng nề lắm. Có kẻ đổ cho làng bị ma quỷ quấy quả, hoặc có ai chết nhằm giở trùng, lại mang theo oán niệm nên hồn đã hóa quỷ. Ông Tước là người hiểu rõ nhất, vì lúc đến sát xác lão bá, ông giật mình nhận ra có vài sợi tóc bạc còn vương vãi đầy nền giếng. Mấy sợi tóc bạc hệt như của bà cụ Hà lúc thác oan một mình ở căn chòi lạnh lẽo. Mấy ngày sau, những sự việc kỳ dị càng làm rộ lên tin đồn làng này có quỷ ám. Thằng Nhân là người ở cho nhà cụ Tránh, đi chăn bò chỗ đám cỏ hoang gần mộ bà Hà thì xảy ra sự lạ. Bình thường mảnh đất không chỗ đó có hậu viên cỏ mọc xanh đám bò cũng quen với nơi này. Vậy mà không hiểu tại sao bữa nay cứ hở ra là chạy lung tung mỗi nơi một con. Chiều tối gom bò về, bỗng nhìn lũ bò chạy rống về phía trước, khó nhọc lắm cũng không gom lại được. Đến khi thằng Nhân gom thành một đám rồi chuẩn bị lùa bỏ về thì chợt cảm thấy lạnh gáy như có người đứng sau lưng. Lúc quay lại thì nó hãi hùng khi thấy có vóc dáng đàn bà, tóc tai xõa ra, hai tay dài lỏng thỏng ve vẩy. Thằng Nhân hãi quá bỏ chạy thục mạng theo đàn bò mà ngã toạc chân không biết đau là gì. Một lần khác có lão Dĩn đi soi ếch đêm. Tối hôm đó lão vô tình đi qua cái mương gần chòi vịt của bà Hà chết trương dạo nọ. Lão Dín thấy có con ếch to lắm nên đuổi theo bắt. Nhưng con ếch khôn lắm nên lão bắt trượt hoài. Lão tiền máu vạch bụi cỏ đi tìm một đoạn. Tới bụi cỏ chanh tốt ngang bụng thì có bà già rách rưới đang ngồi xổm nhảy ngấu nghiến con ếch. Lão Dín cáu tiết lên giọng chửi thì bà già đó ngước bộ mặt bụng beo, miệng rộng ngoác biến mất. Lão Dín ói mật xanh mật vàng, cắm đầu bỏ chạy, gạo làng gạo xóm. Hay như mụ Bền đi bán cá sớm, khi đi qua khúc đường giữa xóm chỗ bụi tre gai, thì chứng kiến cảnh tượng lạ. Một bà già ăn mặc rách rưới cùng ba đứa trẻ đang chơi trò rung răng rung rẻ. Mụ Bền cứ ngây ngốc đứng xem thì bất thần nghe tiếng nói lanh lảnh mà the thé: Con kia, cho tao con cá. Mụ Bền hãi quá đái tổ tổ ra quần, gắng hết hơi tàn mà lết về kể lại tất cả. Vài kẻ yếu bóng vía đã bỏ làng mà đi, số còn lại thì sống trong nỗi bất an tột cùng. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, ông Tước đang chằn trọc lăn qua lăn lại trên cái chõng tre có phần ọp ẹp, bốn chân chõng đá mốc xanh, mốc đỏ. Chiếc chõng khẽ ọt lên rồi vang ra những tiếng kéo kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt đã cay xè, nhưng cố mấy lần cũng không tài nào ngủ được. Không hiểu trong lòng có tâm tư gì mà ruột ông cứ nóng như lửa đốt. Bên ngoài trời đang mưa ẩm ẩm như chút nước. Ông Tức với tay lấy cây quạt giấy phe phẩy vì không khí có phần ngột ngạt vạn phần. Cảm thấy bứt rứt trong người, ông bèn gặp lại chiếc quạt rồi lộm cộm trở dậy ngồi nhìn ra cửa. Nhanh chân xỏ guốc và đỡ đẫn tiến ra chiếc bàn tre cũng có phần siêu vẹo kề ngay cạnh cửa sổ. Bàn tay sưng sầu với lấy tích nước chè xanh, rót ra một bát nước nghi ngút khói rồi mệt mỏi cầm lấy cái điếu cày rít lên từng chập long sòng sọc váng cả nhà.
làn khói thuốc lão trắng đục đặc quánh bay nhở nhở nhanh chóng tan biến trong không gian đen đặc. Trong lúc tâm trí đang lơ lửng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra thì ông Tước bỗng giật mình. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió rít luồn qua phiên lép, ông nghe văng vẳng thanh âm lạnh lẽo, tiếng được tiếng mất của bài động dao đã quen tai. Dùng răng dùng rẻ dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lại cậu lại mở cho cháu về quê. Ông Tước lắng tai nghe thì tiếng hát động dao đó lại im bặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất thình lình có một ánh chớp lóe lên. Đúng lúc cặp mắt ông Tước quét qua khoảng sân rậm rạp cỏ dại, ông Tước rú lên khi nhìn thấy rõ có bóng đen gù gù sau lưng là ba thân ảnh mặc đồ nâu sồng đứng im lìm ngay khoảng sân nhà mình, tức là cách chỗ ông ngồi chỉ độ 20 thước. Bà Huyền đang ngủ trong buồng nghe thấy tiếng rú của chồng mình thì hoảng hồn bỏ dậy. Thấy chồng mình mặt tái mét thì nghĩ là trúng gió nên dìu ông vào trong. Ông Tước gắng ngoái ra ngoài nhìn thì lại chẳng thấy gì lạ, cũng chẳng dám hé răng kể cho vợ nghe mà lật đật cùng bà bỏ vào buồng. Ông cố gắng dỗ giấc ngủ nhưng hai mắt cứ mở thao láo. Qua ánh đèn dầu le lói nơi đầu giường, ông có cảm giác như có cái gì đang đứng ngoài kia nhìn mình chằm chằm. Bắn đi 2 canh giờ, cơn mưa mới chịu ngừng hẳn, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu inh ỏi. Ông Tước đang chằn chọc thì bất ngờ ngồi bật dậy vì sát vách cỗ nơi đầu giường ông vừa nằm vừa phát ra thanh âm rèn rẹt như tiếng móng tay cào vào. Thanh âm của bài đồng dao chết chóc lại phát ra, lần này rõ một một, xoáy vào ốc ông cái thứ âm vàng của giọng điệu. Dùng rằng dùng rẻ dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lạy cậu lạy mợ cho cháu về quê. Ông Tước thần trí căng ra tột độ, ngồi bật dậy vặn sáng ngọn đèn dầu thì lại một lần nữa chẳng thấy gì. Cơn sợ hãi làm đầu óc ông như càng tỉnh ra. Chưa kịp hoàn hồn thì ông thấy trên trán mình ướt ướt, đoán là nước mưa nhỏ từ mái nhà. Ông vô thức ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn dầu soi tỏ cách mặt ông chỉ một gang tay là khuôn mặt khô đét của bà Hà. Cái lưng gù khẽ rung lên, da rẻ xám ngắt đang nhìn ông cười khủng khục, cổ họng phát ra thanh âm ai oán. Tước ơi, cho con mày xuống chơi với cháu tao. Tước ơi. Ông Tước rú lên rồi lăn ra ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy đã thấy vợ con ngồi bên cạnh thì nhau hơ lá chậu đánh gió. Bà Huyền thấy chồng mình hé hé mắt, tay khẽ cục cửa mà rưng rưng nước mắt không thành lời. Đến lúc này, ông Tước không thể giấu giếm thêm về việc hồn ma bà Hà mang oán niệm chết, định bắt thằng con trai ông theo. Nhưng chưa kịp nói thì thằng bé con đã ngắt lời. Bà Hà định bắt con theo cho thằng Sang có bạn. Thầy buông ngăn cản không nổi đâu. Nhưng số con chưa tận. Ngày mai đúng giờ ngọ sẽ có một vị thầy Pháp đến làng. Vị thầy Pháp này là do mẹ con dẫn đường đến đây. Thầy ấy dáng người cao gầy, khi đi thì ngón tay chạm đến gối. Thầy bù cứ để mặc cho thầy ấy hành xử, tất con sẽ qua nạn này. Ông bà Tước vừa nghe xong thì hoảng hồn, thấy thằng bé lăn đùng ra sốt, miệng không ngừng làm nhảm điều gì không rõ. Ông Tước hoảng quá ôm chặt thằng bé chạy ra đình, định nương nhờ Hồng An của Thành Hoàng qua nạn quỷ dữ. Lại nhanh chóng mời cụ Tránh và các vị sư sãi trong làng đến để cầu cứu. Sư cụ Ninh cũng là một cao tăng trong làng, nên khi nhận được tin không kịp xỏ quốc cũng nhanh chóng có mặt. Đám dân làng nghe tin cũng ồn ồn kéo tới. Thằng bé nằm trên chiếc chiếu hoa, da rẻ trắng bợt như người chết đuối, lúc nóng lúc lạnh. Tiếng kêu gào đau đớn như bị thứ gì đó bóp nghẹt trong cổ họng. Cụ Tránh nhanh chóng cho gia đình đi mời thầy lang huân về bắt mạch mà chẩn bệnh, nhưng tuyệt nhiên không biết thằng bé bị bệnh gì. Đủ cách chữa được bà con đưa ra, nào là châm cứu, bóp huyệt, nào là lấy cành dâu quất, nhưng thằng bé cứ trơ ra như không. Sư cụ Ninh lúc này mới dò dẫm chống gậy trúc tới, nhanh chóng tách đoàn người rồi tiến lại sát bên chiếu.
Sư cụ đưa tay móc hàm răng đang run cầm cập như người sốt rét của thằng bé, rồi kêu người rọi đèn dầu soi cho tỏ. Thoáng thấy lưỡi thằng bé đã đen sì thì gấp gáp quay ra nhìn dân làng bảo: "Thí chủ này bị tà nó ám rồi. Tiếc là pháp lực của ta không đủ, vì chấp niệm của con tà này nặng lắm." "Vậy bần đạo có thể thử được chứ?" Tiếng nói đanh thép vọng ra làm cả đám giật mình. Dân làng không ai bảo ai cùng sạc ra nhường đường. Tiến vào trong đình là một vị thầy bùa hệt như thằng bé con miêu tả. Tay chạm gối lúc dài quá ngực, thần khí hơn người. Ông bà tước quỳ mọp xuống vái thầy như thế sao, luồn miệng van vỉ. Thầy bùa đỡ hai người dậy, rồi cẩn thận xem xét thằng bé. Chỉ thấy thầy lấy ra một đạo bùa vàng nhạt, đốt lên ba que nhang, rồi lấy tạt nhang dí vào giữa trán thằng bé. Tờ phù thì thầy gập lại kê dưới đầu nó nằm. Đoạn đứng lên bảo: "May mà con nành chó trắng át được phần nào khí âm, nếu không thì không kịp. Lúc ta mới đặt chân đến làng này thấy âm tà vận vũ, âm khí trong làng nặng quá, vòng lại mang theo chấp niệm không chịu siêu thoát. Nếu không trị kịp khéo thành quỷ thì nguy to. Các cụ hãy cho ta biết tường tận gốc rễ để dễ bể diệt quỷ." Người làng xôn xao thi nhau kể chuyện. Chỉ thấy ông thầy im lặng một hồi lâu rồi bảo: "Vậy vong quỷ là của bà lão đó rồi. Bây giờ phải đào lên mang ra nghĩa địa chôn, rồi ta chấn yểm cho vong quên đường về xong thì tính tiếp. Chỉ có duy nhất cách đó, để lâu đến ta cũng chịu thua. Nên nếu tốt nhất sáng sớm mai ta tiến hành, kẻo để 3 ngày nữa là rằm tháng 7 mọi việc chẳng lành. Lúc ấy làng này gặp nạn to." Đêm hôm ấy nhà nào cũng đóng cửa then cài ngủ sớm, không ai dám đi ra ngoài đường. Đêm hôm đó không có sự gì lạ, nhưng không khí trong làng vẫn âm u khó tả. Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời còn đang say giấc nồng sau rặng tre, ông thầy xuất hiện cùng với một số trai đinh và đám hương thán vác theo một cỗ quan tài. Gần 20 bóng đen lặng lẽ như ăn trộm, không ai bảo ai, rất nhanh tiến thẳng ra ngôi mộ của bà Hà. Một số người hiếu kỳ biết chuyện cũng gia nhập bọn đi cùng. Không khí se lạnh của sương đêm mà ai cũng khẽ rùng mình, run bần bật đi nép sau ông thầy. Tới mộ cũng là đầu giờ Mão. Ông thầy đốt bó nhang lớn khấn vái lâm dâm lâu lắm. Đoạn đào phát xẻng đầu tiên, rồi say dân làng đào theo. Đào chưa tới lớp chiếu mà cái mùi tẩm lợm bốc lên, khiến ai cũng phải chạy ra chỗ khác. Có người còn nôn ra tại chỗ. Chỉ có mình ông thầy tiếp tục đào. Khói nhang bay nghi ngút mà vẫn không át được mùi từ khí nặng nề. Nhìn mặt ai cũng xanh như đít nhái, hiện rõ vẻ sợ sệt tột cùng. Đào tới lớp chiếu, ông thầy đốt một nắm giấy không rõ là bùa hay tiền âm, rồi vứt xuống huyệt. Đoạn kêu mọi người lại kéo cỗ thây rữa nát lên. 4 gã lực điện bạo gan tiến lại, cầm 4 góc kéo lên. Chiếc chiếu cói mục nát, làm cái xác thối khắm rớt trở lại huyệt. 4 gã lực điện ngã chồng vó, làm thứ nước dịch hôi tanh bắn đầy lên đám đông. Lúc này người ta nhìn rõ cái thứ đang phân hủy trương lên, bốc mùi như cóc chết, bụng to phình, da tím lịm. Kinh hoàng nhất vẫn là cái mặt to bành bành, bị vùi dưới đất. Bên cạnh là 3 cái xác trẻ con, cũng biến dạng trông kinh dị vô cùng. Mọi người đang còn kinh hãi, thì ông thầy lấy trong túi ra cái bọc vải. Đoạn xài 4 gã đàn ông bắt tự thuận dương, bọc xác lại rồi mang lên. Cuối cùng cũng mang được cái xác lên đặt gọn trong quan tài. Ông thầy đốt một lá bùa chấn yểm, cùng lá chiếu xuống huyệt rồi lấp lại. Mọi người lại lặng lẽ khiêng quan tài đi. Đi trước là ông thầy, tay cầm bó nhang khói bay nghi ngút. Thằng Tí nghe bà kể đến đây thì rùng mình hỏi: "Thế sau đó ra sao hả bà?" Bà Hạnh thở dài đáp: "Sau đó ông Chê được ông thầy đó cứu. Trước khi ra đi thì ông thầy còn dặn rằng chỉ trấn được vong quỷ 60 năm. Sau 60 năm thì duyên số ra sao còn do nghiệp lực gia đình ông ấy. Mà ta quên không kể, ông Chê là chồng ta, cũng là ông nội con đấy. Chiếc vòng con đeo trên cổ chính là của ông nội trao lại cho con trước lúc khuất núi.
Nói đến đây bà Hạnh hối thúc. Thế vào nhà nằm đi, chứ ngoài này muỗi lắm. Giờ mà con còn đòi tỏ he là bà Hà hiện về bắt hồn đấy. Bảo vén mùng cẩn thận, bà đi tiểu rồi lên luôn nghe chưa. Thằng Tí chẳng còn tâm trạng nào mà tỏ với cha he. Nó sợ run người, nhanh chân bỏ vào nhà. Lúc vừa đi ngang bậc cửa, thằng bé giật mình vô thức quay ngược ra. Bên ngoài cổng từ bao giờ đã xuất hiện thân ảnh với tấm lưng còng rạp, mặc vải liệm trắng toát. Phía sau còn có ba cái bóng mờ đang đứng xếp hàng đưa tay vẫy vẫy. Lẫn trong tiếng cót két của rặng tre bên hông nhà, dội vào tai thằng Tí là thanh âm thoát tục của bài Động Dao chết chóc năm nào. Dùng rằng dùng rẻ, dắt trẻ đi chơi. Đến cổng nhà trời, lạy cậu lạy mợ. Cho cháu về quê, cho dê đi học. Cho cóc ở nhà, cho gà bới liếp. Xì 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 sụp, ngồi thụp xuống đây. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, lấy cảm hứng từ bài Động Dao dung răng dung rẻ mà Mạnh Ninh sáng tạo lên cái câu chuyện ma tâm linh như thế này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện khác nữa trong buổi phát triển ngày hôm nay. Sẽ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ nữa, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Trong một bệnh viện tâm thần đã được bỏ hoang, bóng tối của màn đêm đã bao phủ lấy tất cả mọi thứ. Những tiếng bước chân gấp gáp bước đến, nơi chiếc xích lớn khóa trái cửa vào, một bóng người đặt chiếc kềm cắt lớn bước đến. Chiếc kềm sắt bấm vào sợi xích kia, làm nó bị đứt đôi ra rơi xuống sàn nhà, vang lên tiếng động. Cánh cửa được bóng người kia đẩy ra, sau đấy tiến vào. Phía sau bóng đen ấy là liên tiếp 3-4 bóng người cũng nhanh chóng lướt vào phía trong. Tất cả trở nên im lặng lạ thường. Tiếng bước chân cũng dần mất hút trong hành lang dài của bệnh viện. Một lúc sau, ngoài con đường, một chiếc xe cảnh sát dừng lại. Hai người đàn ông trong đó bước ra. Viên cảnh sát lớn tuổi ngáp ngắn ngáp dài đi lại phía hàng rào đã được bao phủ bởi thép gai, nhìn người còn lại mà nói: "Phiền chết đi được, sắp tàn ca mà có người báo nơi này bị đột nhập. Nơi này thì có cái quái gì chứ? Hàng kém gai này cũng không ăn thua gì." Viên cảnh sát trẻ tuổi hơn, khuôn mặt có phần lo lắng nói: "Quên mất anh không phải dân gốc ở đây, anh không biết truyền thuyết." Viên cảnh sát lớn tuổi hỏi: "Truyền thuyết gì?" "Nơi nào cũng đều có một câu chuyện đúng không? Câu chuyện của chúng tôi là về bệnh viện này. Họ nói nó bị ma ám bởi những bóng ma của bệnh nhân. Ở đây một đêm linh hồn nơi đây sẽ làm anh phát điên. Những người đột nhập vào đây chắc đang tìm kiếm hồn ma." Chàng trai trẻ nói tiếp, nhưng viên cảnh sát lớn tuổi bỗng cười lớn: "Thôi đi, chú bốc phét vừa vừa thôi. Chúng ta là cảnh sát không phải là thầy bói. Đi thôi, xem ai đột nhập vào bên trong." Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng dừng lại. Hai người bật lấy hai chiếc đèn pin tiến qua cánh cổng, chậm chậm tiến vào. Phía bên ngoài, chiếc đèn pin soi vào những bức tường cũ nát trải dài những hình vẽ kinh dị, rêu xanh phủ đầy, khắp nơi bốc mùi mốc meo ẩm ướt. Hai người cầm trên tay đèn pin bước qua cánh cửa, đi về phía hành lang tối. Viên cảnh sát trẻ soi đèn khắp nơi, vừa hô lớn: "Cảnh sát đây, có ai không? Cảnh sát đây." Tiếng gọi vang vọng bên trong, nhưng không hề có ai trả lời đáp lại. "Chia ra thôi, tôi ghét làm chuyện này." "Được rồi." Dứt lời, hai người quay đầu về hai ngã rẽ phía cuối hành lang tìm người. Phía bên hành lang bên phải, viên cảnh sát lớn tuổi chậm chậm bước đi, ánh mắt không khỏi quan sát xung quanh. Thỉnh thoảng những cơn gió lạnh bất chợt ập đến, làm ông ta không khỏi giật mình thon thót. Xung quanh nơi đây là một vụ đổ nát, mọi thứ xung quanh cực kỳ lộn xộn. Những thiết bị y tế cũ kỹ, những tờ báo cáo, quần áo bệnh viện vứt rải rác khắp nơi. Ông ta bước vào căn phòng đã được mở cửa từ trước, chậm chậm đưa ánh mắt đảo qua một lượt, hẳn giọng nói: "Có ai không?" Nhưng vẫn không có bất cứ thứ gì đáp lại,
Bất chợt sau lưng ông ta phía ngoài cửa sổ, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, vô tình lướt qua, làm gã phải giật mình quay lại. Ánh đèn pin hướng về phía đó nhưng chẳng có thứ gì tồn tại. Viên cảnh sát tò mò bước tới đi ra. Ánh mắt nhìn về phía hành lang. Bóng đèn kia vô tình thoáng lên một cái rồi biến mất. Đứng lại! Cảnh sát đây! Bước chân viên cảnh sát dồn dập chạy theo. Khẩu súng bên hông rút ra ngắm về phía trước. Một lúc sau ông ta cũng dần mất hút về phía ngã rẽ. Ở phía còn lại, cảnh sát trẻ cũng vừa tiến vào một căn phòng cũ. Nơi đây là phòng mổ của bệnh viện. Xung quanh bức tường, nền nhà đều còn vương lại vết máu khô. Dao kéo chưa được thu dọn còn phứt trên bàn mổ. Bỗng nhiên lúc này, tiếng thở khẽ không biết từ đâu truyền tới. Anh ta quay phát người nhìn lại. Chiếc đèn pin soi về phía bàn mổ từ từ bước tới rất cẩn thận. Tim gã đập lên liên hồi. Hơn ai khác, chính gã tự nhiên là tin tưởng truyền thuyết này. Đây cũng coi như là lần đầu trải nghiệm thực tế. Sự tò mò xâm chiếm nhưng cũng làm anh ta không khỏi sợ hãi. Cảnh sát trẻ bỗng nhiên mỉm cười, cầm chiếc đèn pin soi về góc bàn mà nói. Được rồi, đi ra đi. Tức thì ba bóng người thấp bé từ từ chui ra, miệng phát ra những tiếng cười khúc khích. Đấy là ba người, hai nam một nữ, trông tầm khoảng 15-16 tuổi. Đứa trẻ kia lên tiếng. Anh kỳ quá, bọn em chỉ đến chơi, chứ có làm gì phạm pháp đâu. Không nói nhiều, đây là khu vực cấm, lần sau không được tới đây. Nơi này bị nhà nước niêm phong rồi. Lần này anh chỉ nhắc nhở, lần sau sẽ trực tiếp thông báo phụ huynh các em. Viên cảnh sát trẻ nghiêm khắc trả lời, rồi dẫn ba người đang hậm hực rời đi. Đầu đó trong cuối hành lang, người đàn ông nọ đuổi theo cái bóng đèn đã mất hút. Ông ta đang theo cái bóng dẫn đến một căn phòng nhỏ. Nơi đây có hai chiếc giường xếp còn lại thì trống không. Đây chắc là một phòng ngủ của bệnh nhân cũ. Chiếc đèn pin trên tay ông ta đang chiếu sáng, căn phòng bỗng nhiên nhấp nháy. Chập chờn 3 tiếng rồi bỗng nhiên vụt tắt. Căn phòng bỗng nhiên mất đi ánh sáng, lại tối om như mực. Tiếng cạch cạch từ phía trước bỗng nhiên vang lên. Viên cảnh sát đứng lại tại chỗ, trên tay lăm le khẩu súng chĩa về phía trước giận dữ mà hét lên. Ai đang ở đó? Ra đây! Nếu không tôi bắn! Tiếng động kia đột ngột dừng lại. Phía sau ông ta bỗng nhiên chuyển đến từng trận lạnh lẽo. Viên cảnh sát bất ngờ quay đầu lại, chĩa mũi súng về phía sau nhưng chẳng có thứ gì. Gã từng bước nhẹ nhàng lùi ra phía cánh cửa, sống lưng lạnh toát. Trong đầu ông ta hiện lên vô vàn suy nghĩ. Chẳng lẽ bệnh viện này thật sự bị ám? Nhưng vừa lùi lại được mấy bước thì cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại, giam giữ viên cảnh sát bên trong. Tiếng súng nổ bỗng nhiên vang lên khắp bệnh viện cũ. Phía ngoài chiếc xe cảnh sát, ba đứa trẻ bị dạy dỗ một hồi cũng được thả đi. Viên cảnh sát trẻ tên Nam đợi mãi mà không thấy cộng sự trở ra, bèn bật bộ đàm lên gọi. Anh xong chưa? Lũ trẻ đã được tôi đưa ra. Chúng ta về thôi. Nói rồi, Nam quay người nhìn về phía bệnh viện, thì gã đột nhiên giật mình vì viên cảnh sát kia đã đứng sau lưng gã từ lúc nào không hay. Nam chửi thề. Mẹ kiếp, anh làm tôi giật mình đấy. Nãy giờ anh đi đâu? Trong đó. Câu trả lời cụt ngụn khiến Nam không khỏi cau mày. Gã hỏi tiếp. Anh có tìm thấy thứ gì trong đó không? Không. Mặt cảnh sát kia lạnh tanh, không hề có cảm xúc, chỉ trả lời ngắn gọn. Nam thở dài rồi quay trở lại chiếc xe cùng ông ta trở về. Trong chiếc gương chiếu hậu, viên cảnh sát lớn tuổi thất thần nhìn vào, đôi tay đưa lên vuốt vuốt khuôn mặt, khẽ nhếch mép mỉm cười. Một lúc sau, ông ta đã được trở về nhà. Trong phòng ngủ, một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường lướt điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa, rồi ông ta bước vào. Nhìn thấy chồng mình có vẻ khác lạ, người phụ nữ kia lên tiếng. Anh vẫn còn giận em? Ông ta vẫn không trả lời, chỉ lặng lặng đi về phía bàn trang điểm, đặt khẩu súng xuống quay lưng lại với người phụ nữ kia.
Cô ta lại nói tiếp. Anh không muốn nói chuyện với em à? Ông ta nhìn vào tấm gương trên bàn, lạnh lùng nói. Im lặng. Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa? Em... Tao bảo mày im lặng. Giữa đêm tối tĩnh mịch, tiếng súng nổ trong phòng ngủ vang vọng ra. Căn phòng bỗng nhiên im lặng. Từng giọt máu nóng từ trên chiếc giường ngủ chảy xuống, thấm ướt cả sàn nhà. Căn phòng lúc này bao trùm một mùi vị chết chóc, ma mị. Tại một quán cà phê bên góc phố, Thành và Nguyên đang ngồi đó. Bên cạnh hai người là chiếc laptop và một tệp báo cáo nhỏ. Sau sự việc hai người phá án thành công ở căn nhà bị bỏ hoang kia, thì đã được Bộ Công an kết nạp thẳng vào tổ điều tra trọng án ngay sau khi tốt nghiệp. Những thứ ghi trong bản báo cáo kia chính là vụ án hai người đảm nhận chính thức, toàn quyền xử lý. Nguyên cầm tệp hồ sơ lên nói. Sau khi đi tuần đêm với cộng sự của mình, thì Nguyễn Trung Trực trở về nhà, dùng khẩu súng ngắn bắn chết vợ mình, sau đó đưa khẩu súng vào miệng, tự nổ súng. Thành đang gõ vào laptop một lúc, thì gã dừng lại nói. Thật thú vị. Nguyên tò mò hỏi. Mày nói sao? Tại sao lại thú vị? Mày xem đi, ta đọc được từ một trang báo địa phương. Trước lúc xảy ra án mạng này thì cảnh sát kia đã đi tới một nơi. Đó là khi ông ta và cộng sự nhận được một cuộc gọi báo có người đột nhập vào bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang nơi đây. Thành vừa đẩy laptop sang phía Nguyên vừa nói. Nguyên lập tức trả lời. Việc đó liên quan gì đến vụ án này? Đơn giản là chúng ta chỉ được giao nhiệm vụ này. Nói cho cùng, chỉ điều tra qua loa là có thể kết luận đó là một vụ giết người rồi tự tử. Nhưng gã đột nhiên dừng lại, bàn tay lướt con chuột xuống phía dưới, nhất thời ngạc nhiên nói tiếp. Bệnh viện này đã bị bỏ hoang lâu năm. Người dân ở đây đồn đại là bệnh viện này có rất nhiều ma, thu hút rất nhiều những thanh niên mới lớn đến khám phá. Nó như một chỗ du lịch cho những ai muốn tìm cảm giác mạnh. Thành ngồi bên gật đầu, gã nói. Đúng vậy, tao nghi ngờ vụ án mạng này có liên quan tới bệnh viện kia. Mẹ nó, lần này tao với mày phải nguy hiểm một phen rồi. Đi thôi. Nói xong, Thành đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi cùng Nguyên tiến đến thị trấn xảy ra án mạng kia. Sau một lúc hỏi thăm thì hai người dừng lại ở một quán bia nhỏ. Thành bước khỏi xe tiến vào, ngồi sát cạnh một gã đàn ông rồi lên tiếng nói. Chào anh Nam, anh là cảnh sát đi cùng nạn nhân chết tối qua đúng không? Đúng. Anh là ai? Nam hơi khó chịu trả lời. Gã đã ngồi đây từ chiều, đến giờ gã vẫn chưa chấp nhận được cái chết đã xảy ra với cộng sự của mình. Gã tin điều đấy không đơn giản là một vụ giết người tự sát. Vì hơn ai hết, Nam tin vào truyền thuyết về cái bệnh viện ma kia. Thành mỉm cười ngồi xuống phía đối diện mà nói. Tôi là Nguyễn Văn Thành, điều tra viên thuộc phòng điều tra tội phạm. Anh có phiền nếu tôi hỏi vài câu về cộng sự của anh? Nam hơi ngạc nhiên nhìn Thành, khuôn mặt trở nên khó chịu nói. Có phiền đấy, tôi chỉ muốn ngồi uống bia ở đây thôi. Thành mỉm cười. Tôi chỉ muốn nghe vài câu chuyện từ anh thôi. Tuy bây giờ đã tan ca nhưng vẫn mong anh hợp tác cho. Nam cầm cốc uống cạn một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn nói. Tuần trước tôi và cộng sự của mình vẫn còn làm việc cùng nhau. Nhưng giờ anh ta đã chết. Bây giờ cậu lại muốn tôi nhắc lại chuyện đó sao? Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Bỗng nhìn Nguyên từ cánh cửa hậm hực tiến vào, chạy nhanh lại chỗ của Thành, hai tay nắm chặt lấy cổ áo mà xách gã lên nói. Này anh bạn, sao anh không để cho cậu ấy yên hả? Bạn ông ấy mới mất, anh không có chút tôn trọng nào sao? Nói rồi, Nguyên thả cổ áo Thành ra đẩy sang một bên. Thành hậm hực nhìn Nguyên một cái rồi quay người bước đi. Nam ngồi nhìn lấy Nguyên mỉm cười nói. Này anh bạn, cậu không cần phải làm vậy đâu. Cần chứ, vì gã đó là một tên khốn. Tôi đãi anh một vại bia được chứ? Nam gật đầu,
rồi hai người vừa uống bia vừa tiếp tục trò chuyện. Một lúc sau, tại cửa ra phía sau, Nguyên từ trong quán bước ra. Thành hậm hực nói: "Mày đẩy tao hơi mạnh đấy, mày cố tình chơi khăm tao đúng không?" Nguyên cười hắc hắc vài tiếng rồi leo lên xe nói: "Đấy chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi, bận tâm làm gì?" Thành nói: "Vậy mày moi được thông tin từ anh ta gì chưa?" Nguyên trả lời: "Nạn nhân là một cảnh sát tốt, ông ta có cả một tương lai tươi sáng phía trước, hình như vài ngày nữa được kết nạp thăng chức." "Thế ở nhà thì sao?" Nguyên hơi trầm tư nói: "Nạn nhân với vợ có chút cãi cọ như bao cặp khác, nhưng đó không phải là nguyên nhân giết vợ được. Không có lý do gì khiến nạn nhân điên lên như vậy được, hoặc có thứ gì đó làm vậy với ông ta." Thành cũng không ngạc nhiên lắm, nói: "Thế anh ta có nói gì về bệnh viện đó không?" "Nhiều lắm. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sáng mai sẽ đột nhập vào bệnh viện đó xem sao." Nguyên trả lời, rồi hai người quay xe rời đi. Sáng ngày hôm sau, Nguyên và Thành đã có mặt trước cổng bệnh viện tâm thần đã bỏ hoang. Hai người quan sát xung quanh một lúc thấy không có ai, mới trèo qua hàng thép gai nhảy vào bên trong. Bước vào phía trong ngôi nhà, mùi không khí mốc meo ẩm ướt làm hai người có vẻ khó chịu. Cả sảnh đều lộn xộn những thứ đồ cũ nát được vứt khắp nơi. Trên tường hay sàn nhà đều sót lại những vết máu loang lổ, đầy giống như là phim trường trong một bộ phim kinh dị nào đó, chứ không phải là bệnh viện. Nguyên nói: "Có vẻ như cảnh sát đã đuổi theo bọn trẻ đến đây, vào từ lối vào từ dãy nhà phía bắc." "Khoan đã." Thành vội lôi chiếc điện thoại ra đọc lại bài báo cũ gã đã ghi lại trong chiếc điện thoại. Năm 1990, ba đứa trẻ phá cửa đột nhập vào đây từ lối nhà này và chỉ có một đứa sống sót. Khi trở ra, cậu ta nói hai đứa bạn kia trở nên bị điên và bắt đầu tự sát. Dãy nhà này chắc chắn là trung tâm của mọi chuyện. Nguyên gật đầu nhìn qua ô cửa kính đã vỡ. Cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí gã, khiến Nguyên cảm thấy vô cùng bất an. Gã nói: "Nhưng tại sao sau này có rất nhiều vụ đột nhập xảy ra? Tại sao lại không có thêm cái chết nào nữa? Mày nhìn kìa." Nguyên chỉ tay vào đống xích rơi ra bên cạnh chiếc cửa nói: "Mày nhìn kìa, cánh cửa đó được khóa bằng dây xích. Họ đã khóa lại nhiều năm rồi. Có thể nó được giữ cho người ta không thể trở ra hoặc khiến người khác không thể vào." "Ừ, đi thôi, vào xem bên trong có thứ gì." Thành cũng nhìn sợi xích lớn rồi từ từ đẩy cánh cửa ra bước vào. Phía sau cánh cửa là một dãy hành lang dài. Ánh sáng heo hắt từ những khung cửa sổ chiếu rọi vào chiếu lên những bức tường mốc meo. Thành vừa đi vừa nói: "Hy vọng không gặp con ma nào." "Đủ rồi đấy, đừng có dọa tao chứ." Nguyên hơi cau mày. Lời nói của Thành khiến gã cảm thấy não mình như căng ra mà quan sát mọi thứ. Nhưng Thành có vẻ nghiêm túc nói: "Tao nói thật, chúng ta phải cẩn thận. Đây không phải chương trình đào tạo thầy bói. Thỉnh thoảng những thứ như này luôn làm tao thấy rùng mình." Nguyên nói: "Sao cũng được, tốt nhất chúng ta không nói gì. Dạo gần đây tao luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Tao không muốn nhắc đến nó." Thành vội lôi chiếc điện thoại ra, bật lên ứng dụng cốt chỉnh bắt ma mà gã đã tải trên mạng về. Nhìn lấy sóng radar trên màn hình mà bước tới. Không có tín hiệu gì, nhưng nó không có nghĩa là thứ đó không có ở đây. Nguyên nhìn lấy ứng dụng của Thành tải mà cười. "Mày tin vào thứ này sao? Linh hồn không xuất hiện vào ban ngày, nó chỉ xuất hiện vào ban đêm." Nhưng Nguyên không biết sau lời nói của gã, đầu đó trong những căn phòng hai người đi qua lại lập lòe những bóng trắng với cặp mắt sáng lạnh lùng đang dõi theo từng bước chân của hai người. Ở giữa hành lang có một lối rẽ vào dẫn đến một căn phòng nhỏ. Nơi đây rất thiếu ánh sáng. Tuy nó không phải là không có, nhưng vẫn bị bóng tối bao phủ đi một nửa. Hai người chậm chậm đẩy cửa bước vào. Thành đi trước nhìn xung quanh thì có vẻ giật mình ngạc nhiên. Nơi đây nó giống như một phòng thí nghiệm hơn là phòng khám. Ở giữa căn phòng
là một chiếc ghế tựa. Khắp nơi đều là dây thừng, đai nịt để giữ chặt bệnh nhân. Bên cạnh đủ các loại dao kéo, máy khoan cố định. Thành nói, giống như là một nhà tù ép công thời chiến. Mày nghĩ sao? Nguyên trả lời, nó còn kinh dị hơn những nơi mà ta đã trải qua. Nơi đây giống như từng xảy ra một vụ giết người hàng loạt. Bóng ma làm họ phát điên. Mày nhìn đi, trên bàn có ảnh của những bệnh nhân đã tự tử. Thành tiến lại nhìn đống hồ sơ còn vứt trên bàn, rồi nhìn vào những cái chết kinh dị. Nhưng phía cạnh có một tấm biển nhỏ làm gã chú ý. Mày biết gì không? Chúng ta sẽ tìm được nhiều thông tin hơn về bệnh viện này. Thành đưa tấm biển kia cho Nguyên rồi rời khỏi. Đó là danh thiếp của bác sĩ từng làm việc tại nơi đây, trưởng khoa của bệnh viện này, bác sĩ Trần Văn Đa. Sau một ngày điều tra thêm về vị bác sĩ kia, thì hai người cũng tìm đến một phòng khám tư. Phòng khám này chuyên điều trị cho những bệnh nhân có dấu hiệu tâm thần, trầm cảm. Nguyên lần này đóng vai một bệnh nhân tới khám, vì bọn họ không có giấy tờ hợp pháp để điều tra vụ này. Sau một lúc chờ đợi ở sảnh ra vào, Nguyên cũng đợi được tới lượt mình. Phía trong phòng khám là một bác sĩ đã có tuổi, khuôn mặt đã lấm chấm những vết chân chim. Nguyên, gã nhìn lên bức ảnh được treo trên tường mở miệng. Bác sĩ là Trần Văn Đa. Cái tên này tôi nghe rất quen. Hình như bác sĩ từng làm việc tại bệnh viện nào đó. Nếu không nhầm thì là trưởng khoa. Bác sĩ kia cắt lời. Đấy là cha tôi. Ông ấy từng làm việc tại bệnh viện thần kinh cách đây 30 km. Cha tôi từng làm trưởng khoa ở đó. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy? Nguyên ngồi tựa vào chiếc ghế, giả vờ ngạc nhiên nói tiếp. À, tôi thích mấy câu chuyện trong vùng ấy mà. À, mà có phải nơi đó từng xảy ra một vụ tai nạn không? Vị bác sĩ kia nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói. Chúng ta đang tiêu tiền của cậu đấy. Ta ở đây là nói về vấn đề của cậu. Ồ, chắc rồi. Tôi xin lỗi. Nguyên bối rối trả lời. Vị bác sĩ kia chắp hai tay lại, ngồi đối diện gã nói tiếp. Vậy chuyện của cậu là như thế nào? Nguyên nói. À, cũng ổn. Tôi với bạn tôi đi du ngoạn khắp nơi. Thỉnh thoảng còn gặp vài người bạn thú vị. Ông biết đấy, chuyện gì xảy ra bệnh viện kia sao? Vị bác sĩ kia như nắm bắt được tâm lý gã, mỉm cười nói. Cậu muốn tìm hiểu mọi chuyện xảy ra ở đây. Cậu biết tất cả mọi chuyện náo loạn xảy ra ở bệnh viện kia. Cậu đang đổi chủ đề đấy. Giờ chúng ta thảo luận như thế này. Tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện về cuộc náo loạn nếu cậu thành thật với tôi về bản thân mình. Như những thứ cậu và bạn cậu theo đuổi thứ gì ở đây chẳng hạn. Cậu cảm thấy chuyện này như thế nào? Nguyên có cảm giác đứng trước vị bác sĩ chuyên sâu về ngành tâm lý học này khiến gã không thể nói dối. Nguyên như một đứa trẻ đứng trước một người khổng lồ. Gã cũng gật đầu nói. Ok, chúng tôi đang theo đuổi những linh hồn. Sau đấy hai người cũng tiếp tục cuộc trò chuyện gần một tiếng đồng hồ. Thành sốt ruột ngồi đợi ngoài xe một lúc lâu thì cũng thấy bóng dáng Nguyên đang từ từ bước ra. Sao mày ở trong đó lâu vậy? Có chuyện gì sao? Nguyên trả lời. Đấy là phòng khám mà. Ông ta hỏi tao đủ điều. Và bệnh viện kia là nơi điều trị những ca khó như tâm thần phân liệt, tội phạm điên cuồng, những kẻ bệnh hoạn. Vào một đêm năm 1985, họ bắt đầu nổi loạn tấn công bác sĩ, tấn công lẫn nhau. Thành tò mò hỏi tiếp. Vậy sao? Tất cả mọi người đều rời khỏi bệnh viện sao? Nguyên nói. Có vẻ là như thế. Vậy có ai chết không? Vài bác sĩ, vài bệnh nhân, vài nhân viên. Tao đoán là vụ này khá là đẫm máu. Và điều đáng nghi nhất là có vài cái xác không được tìm thấy. Thành ngạc nhiên. Không có cái xác nào được tìm thấy. Nguyên trả lời. Trong đó có cả trưởng khoa Trần Văn Đa, bố của vị bác sĩ trong kia. Cảnh sát đã tìm khắp nơi trong đó nhưng không tìm thấy. Nhưng tao chắc chắn trong bệnh viện phải có chỗ giấu xác.
Thành nghiêng đầu khó chịu nói. Cái bệnh viện kia thật khó đoán, không biết kẻ nào nham hiểm lại làm như vậy. Nguyên nói tiếp. Đúng vậy, sau đấy họ chuyển hết bệnh nhân sống sót đi nơi khác và đóng cửa niêm phong bệnh viện này. Ok, vậy vấn đề của chúng ta là có một đống xác dữ tợn không được tìm thấy. Có nghĩa là cả hàng tá những linh hồn giận dữ đang đợi chúng ta bệnh viện. Vậy thì tối nay quay trở lại đó một lần nữa. Thành có vẻ nghiêm trọng. Gã đã ý thức được vấn đề này không dễ giải quyết. Trong bệnh viện bỏ hoang kia, còn có một bí mật động trời đang chờ hai người tới giải quyết. Và tối nay họ sẽ có mặt ở đó. Tại bệnh viện bỏ hoang, bóng tối từ lâu đã phủ bóng xuống khiến nơi đây vốn đã ma mị, này lại thêm phần lạnh lẽo. Âm thanh rít tai từ cánh cửa đang được dần mở ra. Ánh đèn pin đang chiếu rọi vào dãy hành lang hẹp, soi sáng một khoảng. Phía sau là hai người đang từ từ tiến vào. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ tuổi, trông khoảng tầm 19 tuổi. Hai người bọn họ chậm chậm bước từng bước thật nhẹ nhàng di chuyển. Thanh niên đang cầm chiếc đèn pin soi sáng xung quanh, ánh mắt nhìn qua những khung cửa đã vỡ. Khắp nơi chỉ là những đống đổ nát trông vô cùng đáng sợ. Gã bước lên được vài bước rồi rùng mình mỉm cười. Sơn cờ xa gà, xem này, trông giống như... Gã chưa nói xong thì cô gái trẻ dừng lại, khuôn mặt có phần lo lắng nói khẽ. Anh Quân, em nghĩ chúng ta sẽ đi xem phim chứ? Nhưng chàng trai kia mỉm cười. Em không thấy chỗ này hay sao? Nó y như trong phim vậy. Nhân vật chính là hai đứa mình. Anh đưa em đến đây rồi anh nói như vậy ư? Em tưởng đây là một cuộc hẹn cơ đấy. Cô gái kia tuy nói vậy nhưng miệng vẫn mỉm cười. Quả thực nơi này thật thú vị với hai người. Sự tò mò mãnh liệt muốn khám phá mọi thứ lấn át lý trí. Chàng trai thấy vậy mỉm cười nhìn về phía cuối hành lang. Có vẻ như cô gái cũng chấp nhận cuộc hẹn đầy kinh dị này. Sẽ ổn thôi, cứ đi xem xung quanh xem có thứ gì không. Chàng trai tên Quân bước tiếp, tò mò nhìn mọi thứ. Nhưng rồi hai người tiến sâu vào bên trong, bước đi trên hành lang chật hẹp. Những bức tường ẩm mốc bốc mùi, những chiếc xe lăn hay giường bệnh còn vương máu, được vứt bừa bãi xung quanh. Cuối ngã rẽ hai người bước ra, cô gái đang đi phía trước hít thở thật sâu. Vừa bước chân ra khỏi, bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh của Quân vang lên. Má! Cô gái đang tập trung, bỗng nhiên giật mình, cũng hét theo hoảng sợ. Nhưng lúc này gã kia bỗng nhiên cười sảng khoái. Đồ nhát cái! Anh này, làm em giật mình đấy. Em không chơi nữa đâu, về thôi. Cô gái kia hoảng sợ, trái tim đập thình thịch liên hồi nhìn gã với ánh mắt cầu xin. Nhưng Quân vẫn không có ý để ý tới lời cô gái nói. Ánh đèn pin chĩa về cánh cửa màu đen nói. Em nhìn kìa, có phòng, vào thôi. Em không đi đâu, em không muốn làm việc này. Thôi nào, quay về thôi. Cô gái níu lấy tay người yêu lại muốn trở về. Mặc cho gã có nói như thế nào thì cô vẫn không bước thêm nửa bước. Quân bất lực thở dài. Vậy em chờ ở đây. Không, em không muốn ở một mình đâu. Cô gái kia mắt đỏ hoe như muốn khóc, nhưng Quân vẫn bước tiếp mặc kệ cô ấy. Gã nói vọng lại. Nga, anh chỉ đi vài phút rồi sẽ trở lại. Đợi anh ở đây, anh thề là không có chuyện gì đâu. Cô gái đành bất lực khoanh tay giận dữ nhìn theo bóng dáng chàng thanh niên Quân rời đi, biến mất nơi góc tối sau cánh cửa kia. Cô ta áp sát dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống. Trong đầu chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để thoát khỏi cái chỗ khốn kiếp này. Phía sau cửa phòng, Quân chậm rãi tiến vào, quét đèn pin khắp căn phòng một lượt. Bỗng nhiên âm thanh từ phía sau lưng gã đột ngột vang lên. Cánh cửa đã từ từ đóng lại từ lúc nào. Gã hơi hốt hoảng một tí nhưng vẫn đi tiếp. Chắc đó là trò đùa của cô gái kia nhằm trả đũa Quân. Gã mỉm cười nhìn khắp nơi. Ánh đèn pin đang chiếu vào cái tủ thuốc đã hoen rỉ, bỗng nhìn chập chờn vài tiếng
rồi vụt tắt. Bóng tối lại chùm lấy căn phòng, bao gồm cả gã. Tuy không phải là tối đen như mực, ánh mắt gã vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ ở gần, nhưng vô cùng mờ ảo. Trái tim Quân đập nhanh, hai tay lắc mạnh chiếc đèn pin xem xét nó bị hỏng chỗ nào. Nhưng có một điều mà gã không biết là ở phía sau không biết từ bao giờ, một bóng đen đang đứng phía lối ra, đang nhìn về phía gã. Quân bực mình, bỏ chiếc đèn vào túi chửi thề. Mẹ, hỏng đúng lúc thật. Bỗng nhiên như có thứ gì thôi thúc gã quay đầu lại. Quân vô cùng ngạc nhiên nhìn bóng người phía sau, vẫn đứng bất động nơi đó nhìn mình. Gã mỉm cười. Ngã, không phải anh bảo em đợi ngoài kia sao? Nhưng phía kia vẫn không có ai đáp lại lời gã, mà bóng người kia cũng từ từ bước về phía Quân. Cả thấy vậy cũng mỉm cười, cũng đi tới phía trước. Hình dáng bóng đen cũng từ từ hiện ra rõ rệt trước mặt. Gã dừng lại trước mặt cô gái, luồn tay qua mái tóc mượt mà, chiếc đầu cúi xuống nói: Sao em lại lạnh vậy? Nhưng bỗng nhiên cô ta không nói lời nào, nhón người lên ôm lấy cổ Quân hôn tới tấp. Gã cũng đáp lại nụ hôn cháy bỏng kia nhiệt tình. Nhưng ngay lúc gã đang say đắm thì tiếng gọi từ phía ngoài cánh cửa đã đóng chặt vang lên. Anh Quân, anh còn ở trong đó không? Gã đột ngột dừng lại, đẩy khuôn mặt người đàn bà kia ra, ánh mắt nhìn vào. Gã như muốn chết đi sống lại, mọi thứ trên cơ thể gã run lên bần bật. Đó là một khuôn mặt đầy đáng sợ. Trên con mắt phía bên phải người phụ nữ kia còn ghim một chiếc kéo cắm sâu vào. Hai gò má đầy thịt đã bị những con trùng giỏi bọ lúc nhúc cắn xé. Những thứ kinh dị nhất là chiếc miệng kia. Nó không có môi để lộ xương trắng, đầu lưỡi dài đang liếm láp cái hàm răng trắng như muốn nhảy vào hôn gã. Quân thở hổn hển lùi lại, hét toáng lên: Ma! 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 Trở lại lối ra vào bệnh viện, nơi cánh cửa bị phá xích, Nguyên cùng Thành cũng đang chậm chậm đi qua. Nguyên rút chiếc đèn pin ra soi sáng trên tay gã, còn chuẩn bị một chiếc máy quay bật chế độ ban đêm cho dễ nhìn đường. Còn Thành thì vẫn tin tưởng vào chương trình tìm kiếm ma trên chiếc điện thoại bật lên quét xung quanh. Nguyên thấy Thành lụi hụi với chiếc điện thoại mà cười. Cái phần mềm ngu ngốc của mày có tìm thấy gì không? Rất nhiều là đằng khác. Mày nhìn xem, những chấm xanh xuất hiện khắp nơi, bao quanh hầu hết nơi này. Ở đây chắc chắn có nhiều ma. Thành lên tiếng: Mà mày nghĩ sao? Ma có thể ám vào người thật thì nó có thể ám vào những cái xác chưa được tìm thấy không? Nguyên vừa di chuyển, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình máy quay rồi nói: Để cẩn thận thì chúng ta phải tìm mấy cái xác kia rồi thiêu chúng. Thành tiếp lời: Nhưng chỉ có một thứ làm tao lo lắng hơn những hồn ma bình thường kia, là những hồn ma của những tên tội phạm bệnh hoạn giết người điên loạn. Phía sau lưng hai người, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, khẽ sượt qua mái tóc rồi biến mất không một dấu vết. Cả hai người bất giác quay đầu, soi ánh đèn pin về phía sau, nhưng không tìm thấy thứ gì đáng nghi. Chỉ thấy chiếc xe lăn vốn dĩ nằm bên phải góc tường này đã bất ngờ xuất hiện ở ngay phía sau lưng hai gã. Thành nói: Mẹ, bọn chúng đến rồi. Đi thôi, nhanh tìm những cái xác. Nguyên gật đầu, rồi cả hai cùng vội vàng chạy đi. Lúc hai người đã rời khỏi chỗ này, trên chiếc xe lăn vốn dĩ không có ai từ đâu ra, xuất hiện một người đàn ông. Chiếc đầu dữ tợn lắc lắc liên hồi, làn da trắng bệch mỉm cười đầy quái dị, rồi tan biến trong làn sương đêm. Nguyên cùng Thành đi được một lúc thì cũng đã đến chỗ căng tin, nơi nấu ăn của khu này. Thành bước vào bên trong nơi khu nấu ăn, còn Nguyên thì tiến lại chỗ bàn tập thể, vừa soi đèn vừa nhìn vào màn hình máy quay soi khắp nơi. Gã di chuyển dạt sang xung quanh, vừa đi vừa căng não ra mà nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Nơi đây, ngoài tiếng bước chân của hai người thì thật sự là không hề có âm thanh của người nào khác.
Nguyên chậm chậm đi tới bên cạnh chiếc gương dài đã bị lạn nứt do có vật gì đập vào, tạo thành những vết nứt như mạng nhện lan tỏa xung quanh. Gã soi chiếc đèn pin vào đấy. Mắt nhìn màn hình thì bỗng nhiên gã giật thót người. Ở phía trong những mảnh gương vỡ kia, bất ngờ xuất hiện một bà lão. Mái tóc bạc phơ trắng xóa phủ xuống gương mặt nhăn nheo. Cả người còng xuống, đang đứng phía sau lưng Nguyên mà nhìn hắn qua gương. Nguyên thật nhanh quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt đầy máu kia. Một bên má bà cụ bị một chai bia vỡ cắm thẳng vào. Bà ta đưa hai tay ra phía trước, nhấc cổ lên thật nhẹ nhàng tiến tới gã. Nguyên giật mình lùi lại hét lên: "Thành, cứu tao, cúi xuống." Trời, nghe tiếng kêu cứu của Nguyên thì Thành đang ở phòng bếp vội chạy ra, trên tay cầm một chiếc ghế nhỏ từ xa ném thẳng vào bà ta rơi vào tấm gương. Chiếc ghế nhỏ bay tới xuyên qua thân thể bà ta rơi về phía trước, sượt qua đầu Nguyên. Lần này thì tấm gương đã thật sự vỡ rơi xuống đất, những mảnh nhọn văng xuống tung tóe xung quanh. Thân ảnh bà cụ dần dần mờ ảo rồi biến mất trong phòng. Nguyên hốt hoảng thở hổn hển nhìn kỹ một lần, không có thứ gì xuất hiện nữa mới nói: "Vẫn như vậy, thật sự là cảm giác sợ hãi này không có dấu hiệu giảm bớt tí nào. Thật là lạ, dường như bà ta không có ý định tấn công tao." Thành nhăn mặt, tim của gã cũng đập nhanh phản bác: "Nhưng chỗ góc nhìn của tao thì thấy bà ta sắp giết mày đó." Dứt lời, gã cũng rời đi căn phòng bếp. Nguyên đứng dậy đuổi theo phân trần: "Thật sự bà ta không có ý hại tao, tao cảm nhận được ánh mắt đó." Thành mặt lạnh tanh, không hề để ý đến Nguyên nói: "Vậy mày thử nói xem, bà ta muốn cái gì ở mày?" "Khoan đã." Gã dừng lại ở phía một chiếc giường bệnh đã được lật nghiêng lại để sát góc tường. Nơi đấy vừa phát ra một tiếng động nhỏ làm Thành chú ý. Sau chiếc giường bệnh kia, những tiếng thở gấp dồn dập vang lên. Hai người soi ánh đèn pin từ từ tiến lại. Thành mạnh dạn lấy tay nắm lấy thành giường mà kéo mạnh ra. Tiếng hét hoảng sợ của một người con gái vang lên, làm hai người Thành và Nguyên cũng giật mình sợ hãi, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ánh đèn pin đã chiếu thẳng về người kia. Đó là cô gái lúc nãy. Cô ta đang trốn ở đây, bộ dáng vô cùng chật vật. Thành ngạc nhiên nói: "Ra đi, chúng tôi không hại cô đâu." "Không sao đâu. Tại sao cô ở đây? Cô tên gì?" Cô ta bịt lấy miệng, khuôn mặt tái xanh trả lời: "Em tên Nga. Anh ấy, anh Quân..." Nguyên nói: "Được rồi, tôi tên là Nguyên, còn đây là Thành. Chúng tôi là cảnh sát. Cô làm cái gì ở đây giờ này?" Nga nấc lên từng cơn, nói không rõ lời: "Bạn trai em, anh Quân..." Thành lập tức nói: "Cậu ta có ở đây chứ?" "Vâng, anh ấy đang ở đó, trong này. Bọn em cứ nghĩ rằng xem ma sẽ vui một chút, nhưng anh biết đấy, em đã thấy thứ đó. Em nghe thấy tiếng hét của anh ấy và..." Cô gái ôm lấy đầu mà khóc nức nở. Nguyên an ủi: "Ổn rồi, Thành sẽ đưa cô ra khỏi đây, rồi chúng tôi sẽ tìm bạn trai cô." Dứt lời, Thành tiến lại nắm lấy tay cô gái, nhưng cô ta vùng lại rồi nói: "Không không, em sẽ không đi. Nếu không có anh Quân, em sẽ đi cùng hai anh." Khuôn mặt Nguyên có vẻ nghiêm trọng nói: "Đây không phải là trò đùa, ở đây thật sự nguy hiểm." Cô gái dứt khoát nói: "Đó là lý do tôi tìm anh ấy." Thành và Nguyên cùng nhìn nhau. Họ không thể bỏ mặc cô gái ấy ở đây được, nhưng cũng không thể ép buộc cô ta rời khỏi. Thành nói: "Được rồi, để tao đi một mình. Chúng ta chia nhau ra. Nguyên, mày đi với cô ấy. Đi nào." Khắp bệnh viện cũ, những tiếng kêu lớn vang lên
tìm kiếm chàng thanh niên kia. Trên con đường dẫn sâu vào bên trong, Thành và Nguyên đã chia ra tìm kiếm đống xác kèm thanh niên tên Quân. Anh Quân! Này, tôi có một câu hỏi cho cô. Cô từng xem phim kinh dị rồi chứ? Nguyên có vẻ hơi khó chịu nói. Em đã xem rồi, mà sao ạ? Lần sau, nếu cô tìm thấy một nơi như thế này, hãy chú ý nếu ai đó nói nơi ấy bị ma ám thì đừng có vào. Chúng tôi đến đây là có việc, chứ không có thời gian và nghĩa vụ làm bảo mẫu cho cô. Nguyên gắt gỏng rồi đi tiếp, còn cô gái kia cũng bất đắc dĩ mà đi theo. Trở lại chỗ Thành, gã đã đi được không ít phòng nhưng chẳng hề xảy ra chuyện gì. Khi bước tới một căn phòng đã được mở cửa sẵn, Thành vô tình nhìn thấy một người đang nằm dưới sàn nhà. Thành đi lại, ngồi xuống vỗ vào má người kia mà gọi. Quân, dậy dậy, tỉnh lại, tôi đến đây để giúp. Quân đang nằm dưới sàn nhà, nghe tiếng vỗ mạnh giật mình chồm dậy. Gã vô cùng bất ngờ khi thấy Thành đang ngồi đó. Anh là ai? Thành nói. Tôi là Thành, là cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở đây. Chúng tôi đã gặp bạn gái cậu. Quân đứng dậy đáp lời. Cô ấy ổn chứ? Thành vừa trả lời vừa hỏi. Cô ấy ổn, còn cậu như thế nào? Tại sao cậu lại nằm ở đây? Chàng thanh niên nhăn mặt ôm lấy cái đầu sợ hãi mà nói. Tôi đã chạy, tôi hình như tôi bị ngã. Thành gấp gáp hỏi. Cậu trốn chạy bởi thứ gì? Đó là một cô gái. Mặt cô ta tôi không muốn nhắc đến. Lúc đó tôi như rối tung lên. Thanh niên kia ôm lấy cái đầu sợ hãi. Thành vỗ lấy bả vai hắn mà nghĩ tới lời của Nguyên nói lúc nãy. Được rồi, cậu nghe này. Cô gái đó có muốn làm hại cậu không? Quân lắc đầu. Cái gì? Không, cô ta chỉ cố hôn tôi. Thành hơi ngỡ ngàng nhìn lấy Quân với vẻ khó tin. Nhưng cô ta không làm cậu đau chứ? Quân cảm giác như Thành không tin lời mình mà hơi gắt gỏng. Anh bạn, cô ta hôn tôi. Lúc ấy tôi sợ vãi cả đái. Thành nói. Tin tôi đi, nó có thể tồi tệ hơn thế. Cậu còn nhớ được gì nữa không? Thực ra cô ta có nói gì đó thì thầm vào tai tôi. Thành ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Tôi không nghe rõ. Tôi chạy bắn sống bắn chết thì lúc ấy sao mà nghe rõ được chứ? Trở lại với Nguyên cùng cô gái kia. Lúc này hai người đang đi xung quanh bệnh viện mà không biết Thành đã tìm thấy bạn trai cô ta. Chiếc đèn pin trên tay Nguyên bỗng nhiên lại nhấp nháy rồi vụt tắt. Máy ảnh cũng bị nhiễu màn hình rồi tối đen. Đứng trước lối vào căn phòng, Nguyên cảm thấy không ổn, đưa chiếc bật lửa ra chửi. Mẹ, bọn nó lại đến rồi. Bỗng nhiên lúc này, cô gái đi phía sau lưng gã mở miệng quay lại phía sau, thì thầm gì đó trông vô cùng bí ẩn. Nguyên đứng phía trước hỏi. Cô nói cái gì vậy? Cô gái dừng lại, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xuống cánh tay mình. Nguyên cũng đưa mắt nhìn theo, thì trông thấy một bàn tay trắng mốt đang nắm chặt lấy khuỷu tay cô ta. Nguyên rất nhanh vồ tới định túm lấy cô gái nhưng đã muộn. Cô gái kia hét lên một tiếng thì đã bị thứ gì đó nôi ngay vào trong phòng. Cánh cửa cũng ngay lập tức bị đóng lại. Nga! Nga! Nguyên hét lên lao tới cánh cửa toàn kéo ra. Nhưng mà khổ nỗi là cánh cửa đã bị đóng quá chặt khiến gã không tài nào mà lay chuyển. Cứu tôi! Mở cửa cứu tôi! Cô gái kia hét lên, đôi tay đập mạnh vào cánh cửa cầu cứu. Nguyên lấy hết sức một chân đập mạnh vào tường, hai tay nắm lấy cánh cửa mà cố gắng kéo ra. Nga! Chờ chút! Nguyên hét lên, gã chạy lại hành lang vớ lấy thanh sắt dày đặt vào chốt. Nhưng tiếng đập cửa bỗng nhiên im bặt. Bên trong, Nga đang vùng vẫy, thì cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau tiến lại. Cô đứng im như trời trồng, chậm rãi quay phát người lại. Nhưng phía sau chẳng có thứ gì
ngoài căn phòng trống không. Nga sợ hãi đưa cặp mắt nhìn xung quanh, cảm giác có người phía sau vẫn không biến mất mà ngày càng mãnh liệt hơn. Bỗng nhiên lúc này, phía sau mái tóc cô chuyển đến tiếng thở nhẹ. Nga giật mình quay đầu lại, rồi hét toáng lên. Đó là một người đàn ông khuôn mặt trắng tinh, đầy sẹo cao lớn đang đứng cạnh. Cô hoảng sợ hét lên, lùi lại phía sau cánh cửa. Nhưng lúc Nga vừa lùi lại, thì phía sau lại va trúng cái thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo, làm cô giật bắn người. Đó vẫn là gã kia. Bên ngoài, Nguyên đang cố gắng phá đi cánh cửa, thì phía cuối hành lang hai bóng người đang vội vã chạy đến. Đó là Thành cùng với Quân. Nguyên, có chuyện gì vậy? Thành gấp gáp vừa chạy lại vừa hỏi, thì Nguyên hét to. Cô ấy đang bị kẹt trong kia. Cứu, cứu em, cứu với. Tiếng hét cầu cứu của cô gái kia vẫn cứ vang lên không ngớt. Lần này thì Nga đã thực sự sợ hãi ngồi bệt xuống đất, sát cạnh cánh cửa nhìn gã đàn ông gớm ghiếc kia đang chậm rãi tiến lại phía cô. Cứu, nhanh cứu tôi với. Bỗng nhiên, Thành lúc này đứng sát cạnh cánh cửa, bình tĩnh nói vọng vào, làm Nguyên ngạc nhiên. Cô bình tĩnh nào, nó sẽ không hại cô đâu. Nghe tôi, cô phải đối mặt với nó. Cô ta bây giờ phải làm gì? Nguyên gấp rút hỏi Thành, nhưng cánh tay vẫn không quên đập mạnh cánh cửa. Cô gái tựa sát bức tường run lên. Bây giờ, tôi phải làm gì? Những linh hồn đó họ không muốn hại cô. Họ chỉ muốn liên lạc thôi. Cô phải đối mặt với nó. Cô gái nhìn khuôn mặt kia rồi nhắm mắt lại. Không, anh đi mà đối mặt với nó. Thành càng gấp rút. Nghe tôi, cô cần bình tĩnh. Đó là cách duy nhất để cô thoát ra khỏi đó. Tất cả là nhìn nó. Cố lên, cô làm được mà. Cô gái thở sốc liên hồi, ánh mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra ngước nhìn lên. Hồn ma ghê rợn kia từ từ áp sát lấy khuôn mặt cô. Hơi thở lạnh lẽo phả đến. Ngã run hết người muốn hét lên nhưng đã kìm lại. Phía ngoài, Thành cũng lo lắng nói. Mong là chuyện này đúng. Ba người đàn ông mệt mỏi chờ đợi. Thì lúc này, cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên cạch một tiếng rồi từ từ mở ra. Phía đó là Nga. Cô ấy đứng đó khuôn mặt vẫn không quên đi cái vẻ sợ hãi bước ra phía ba người. Quân vội vàng kéo lấy tay Nga. Còn Thành và Nguyên ngay lập tức xông vào phía căn phòng xem xét. Một lát sau hai người cũng trở ra. Nga lên tiếng. 77. Đó là điều nó thì thầm vào tai tôi. Nguyên bất giác nói. 77. Phải chăng là số phòng? Thành kéo Nguyên ra một góc nói nhỏ. Được rồi, nếu những linh hồn này không cố ý hại ai thì họ đang cố làm gì? Có lẽ đó là điều họ cố nói với ta. Chắc chúng ta phải tìm ra thôi. Nguyên đứng dậy nhìn hai người trẻ tuổi. Vậy hai cô cậu sẵn sàng rời khỏi đây chưa? Hai người không thể ở lại. Quân và Nga gật đầu. Thành nói. Mày đưa họ ra khỏi đây. Tao sẽ tìm căn phòng 77. Dứt lời thì Thành cũng nắm chặt lấy đèn pin mà đi. Còn về ba người cũng bắt đầu rời khỏi. Sau phía lối ra khỏi bệnh viện, cô gái tò mò hỏi Nguyên. Sao hai anh lại biết nhiều về ma vậy? À, nó như là công việc của chúng tôi thôi. Vậy tại sao bọn anh lại làm những công việc như vậy? Nguyên mỉm cười. Tôi không biết, nó giống như định mệnh vậy. Cô gái lại hỏi tiếp. Bọn anh thật sự là cảnh sát. Vậy thì anh ta là sếp của anh sao? Không. Trong lúc ba người đang nói chuyện, thì phía bên kia Thành đã tìm được căn phòng 77. Gã xoay đèn vào chiếc cửa trắng rồi dùng cháo đạp mạnh vào đẩy tung cánh cửa kia ra. Phía trong căn phòng là một đống lộn xộn, đầy những chiếc tủ. Khắp nơi đầy rẫy những tập tài liệu bệnh án vứt lộn xộn xung quanh. Chẳng có thứ gì khác lạ như hồn ma kia nói. Thành tìm kiếm một lúc thì không thấy điểm đáng nghi,
tính rời đi thì chỗ sàn nhà cạnh bức tường bị gã dẫm lên vang lên tiếng cạch. Thành ngạc nhiên ngồi xuống, cậy viên gạch lên, lấy trong kia ra một chiếc cặp sách cũ. Gã đưa ra rọi đèn pin vào, phủi đi lớp bụi đất bên ngoài rồi lôi bên trong ra một cuốn sổ nhỏ. Trong lúc ấy, ba người đã trở lại được lối ra, nhưng Nguyên vừa tiến lại cánh cửa nơi lối vào thì gã nhất thời ngạc nhiên. Chúng ta có chút vấn đề nhỏ, cánh cửa đã bị khóa chặt bên ngoài. Quân tiến lên thử sức nhưng không được. Chúng ta sẽ ra bằng cửa sổ. Cậu nhìn đi, chúng đã bị bịt lại. Dường như có thứ gì đó trong này không muốn chúng ta rời khỏi đây. Chúng ta không thể rời khỏi nơi này bây giờ. Đó là điểm mấu chốt. Cô gái có vẻ hơi trầm tư nói. Những bệnh nhân kia sao? Nguyên vội lắc đầu. Chắc hẳn có thứ khác. Thành vẫn ở trong phòng 77 xem xét cuốn sổ. Đó là của bác sĩ Trần Văn Đa, người đã chết và mất tích cùng những bệnh nhân đã chết nơi đây. Cuốn sổ bệnh nhân, tất cả công việc được đánh dấu bởi bác sĩ Đa, một đứa trẻ thiểu năng. Phía trong là cuốn sổ kia, là vô số những hình vẽ cùng chú thích về việc giải phẫu não bộ người sống. Hầu hết bệnh nhân ghi chép ở trong cuốn sổ này đều là người mang biến chứng thần kinh từ nhỏ, và bác sĩ nơi đây sẽ thí nghiệm lên não bộ họ. Lúc Thành đang chăm chú đọc cuốn sổ thì hắn bất ngờ quay đầu lại. Dường như có thứ gì đó vừa lướt qua khiến Thành không khỏi đề phòng. Tôi đã tìm mọi nơi nhưng không có lối ra. Đầu tiên là hai người không được hoảng sợ. Sau một lúc đi vòng quanh tìm lối ra thì Nguyên trở lại chỗ hai người. Quân hơi sợ hãi nói. Bây giờ chúng ta phải làm khỉ gì? Tại sao lại không được sợ? Nguyên định cất lời thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong túi hắn vang lên. Đó là cuộc gọi của Thành. Nguyên, là tao đây. Tao thấy nó theo tao. Nguyên vội vã nói lại. Mày đang ở đâu? Tao đang ở tầng hầm. Nhanh lên. Ok, tao đến ngay đây. Dứt lời, Nguyên tắt máy rồi đưa cho hai người hai cái túi nhỏ màu đen nói. Cầm lấy. Đây là hai túi muối. Nó không thể giết được ma, nhưng có thể cầm chân chúng nếu hai người trông thấy gì đó. Bây giờ thì đi theo tôi xuống tầng hầm. Nếu không hai người có thể ở lại đây. Dặn dò hai người xong thì Nguyên rời đi. Còn bọn họ quyết định ở lại không tham gia vào vụ này. Dưới lối và tầng hầm, Nguyên vừa đi vừa gọi lớn, không quên cảnh giác xung quanh. Lúc này gã dừng lại, soi đèn vào cánh cửa sắt. Bên ngoài có một tấm biển cảnh báo đầu lâu xương chéo. Phía dưới là một cảnh báo nguy hiểm cấm vào. Nhưng Nguyên cảm giác nơi này có gì đó kỳ lạ. Gã lấy hết can đảm lấy tay đẩy từ từ cánh cửa kia ra. Nguyên, mày ở đâu? Cánh cửa được đẩy ra, Nguyên chậm bước vào trong. Phía trong này là một chỗ thí nghiệm thuốc. Ngoài bức tường ẩm mốc thì phía trong còn có các lọ dịch chất đầy các bức tủ. Nơi đây là một không gian kín vô cùng ngột ngạt. Nguyên soi đèn khắp nơi nhưng không thấy gì kỳ lạ. Chỉ thấy bên trong có một cánh cửa nữa nối liền với căn phòng nào khác. Ánh đèn pin đang chiếu sáng lại nhấp nháy rồi vụt tắt. Nguyên cảm giác biết được sắp có thứ gì đó sắp xảy ra với mình. Mỗi khi đèn tắt là bóng tối sẽ bao trùm. Lúc ấy những hồn ma vất vưởng sẽ tới. Lúc này, cánh cửa căn phòng phía trong bỗng nhiên động đậy, vang lên thành tiếng rồi mở ra. Nguyên quay lại nhặt lấy một thanh sắt nắm chặt trên tay cảnh giác. Đôi chân nhẹ nhàng chậm rãi bước tới. Trong gian phòng kia là vô số giường bệnh, vải trắng được giăng khắp nơi. Phía trước là một chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ vẫn còn chạy. Từng nhịp đồng hồ vang lên là tiếng động duy nhất trong căn phòng này. Nguyên nói khẽ. Thành, mày có ở đó không? Bỗng nhiên phía tấm vải trắng một bên cạnh hắn, thấp thoáng xuất hiện một bóng người in bóng phía sau. Nguyên vùng thanh sắt lên vai nắm chặt, vừa tiến lại vừa nói. Mày phải không? Mồ hôi hắn vã ra như tắm, tiếng thở gấp gáp vang lên. Thanh sắt trên vai đã sẵn sàng,
dường như lúc nào cũng có thể vung xuống. Nguyên nghiến răng, đưa một tay chậm rãi ra, rồi nhanh chóng hất tung tấm vải kia lên. Nhưng bên trong chẳng có thứ gì ở đó. Nguyên thở dài nhẹ nhõm rồi thả lỏng cơ thể. Hắn quay đầu lại thì chẳng kịp ổn định tinh thần thì đã bị một người từ phía sau bất ngờ tóm lấy. Hai tay người kia dí thẳng vào mặt hắn đẩy tới sát bức tường. Nguyên cảm giác thân thể mình không thể cử động, cứ như vậy bị đẩy sát tới. Đó là một lão già, khuôn mặt trắng bệch như bạch tạng, mái tóc đã rụng hết chỉ lơ thơ vài chạc. Ánh mắt lão đỏ hoe nhìn Nguyên, trông thập phần kinh dị. Khuôn mặt hắn chuyển đến cảm giác tê buốt lạnh lẽo, những lỗ chân lông bắt đầu nở ra. Nguyên thở gấp gáp hơn, muốn vùng vẫy nhưng không được. Hơi thở có phần băng lãnh chuyển đến phả vào khuôn mặt Nguyên. Đừng sợ, tao sẽ làm mày tốt hơn. Này, anh Nguyên, lúc chúng ta thoát khỏi đây thì mình sẽ chia tay. Em nói gì? Trong lúc hai người đang nói chuyện thì tiếng bước chân từ phía ngã rẽ vang đến. Quân vội vàng nắm lấy cục gạch rồi lấy muối rắc xung quanh người hồi hộp chờ đợi. Tiếng bước chân vừa càng gần, phía trước một cái đầu lộ ra. Quân vội vàng ném viên gạch về phía đó. Bỗng nhiên bóng người kia ngã nhào sang một bên, nghiêng người né tránh. Tiếng nói phía sau bức tường vang lên. Mẹ kiếp, là tôi, là Thành. Hai người nghe giọng nói quen thuộc thì vội vã xin lỗi. Thành muốn chửi nhưng kìm lại, đứng dậy bước ra vô cùng ngạc nhiên. Sao hai người vẫn ở đây? Nguyên đâu rồi? Quân cũng ngã hốt hoảng. Anh đã gọi cho anh ta, bảo xuống tầng hầm. Tôi có gọi đâu. Thành ngỡ ngàng nói, cô gái lại nói tiếp. Nãy điện thoại anh ấy đổ chuông, anh ấy bảo là anh gọi xuống tầng hầm. Mẹ nó, hai người ở lại đây, lần sau đừng có ném nhầm đấy. Nguyên nói xong thì đứng im một hồi, rồi nhanh chóng rời khỏi tiến về tầng hầm. Dưới hành lang đi xuống, Thành vừa đi vừa hô to. Nguyên! Nguyên! Mày ở đâu? Lúc gã đang loay hoay gọi, thì phía sau lưng gã có tiếng bước chân chuyển đến. Thành giật bắn người rồi thở dài ra một hơi, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình nói. Mẹ kiếp, mày làm tao sợ đấy. Mày phải trả lời khi tao gọi chứ. Khỉ thật. Mày không sao chứ? Nguyên trả lời. Tao ổn. Thành hỏi. Mày có biết là tao không gọi cho mày đúng không? Đúng vậy. Tao biết có thứ gì đó nhử tao xuống đây. Nguyên trả lời xong thì Thành bước tới. Tao nghĩ tao biết là ai. Đó là bác sĩ Đa. Đó là điều các linh hồn muốn nói với tao và mày. Mà mày đã gặp lão ta chưa? Nguyên có vẻ ngạc nhiên nói. Sao mày biết đó là ông ta? Thành đưa cuốn sổ ra đưa cho Nguyên. Bởi vì tao tìm được nhật ký của ông ta. Hình như ông ta đã thí nghiệm lên bệnh nhân của mình. Điều đó thật kinh tởm, như làm thủy não teo lại, như thỏi kẹo. Mẹ nó, thật ác độc. Nguyên không ngạc nhiên mà vẫn bình tĩnh hỏi. Nhưng đó là những bệnh nhân làm loạn. Thành nói. Đúng. Nhưng đó là những bệnh nhân làm loạn chống lại ông ta. Bác sĩ Đa đã thực hiện vài ca kiểu này, tra tấn bệnh nhân. Ông ta nghĩ ông ta có thể cắt đi phần tức giận trong não bộ của bệnh nhân, thì sau đó họ sẽ được chữa trị. Nhưng thay vào đó, ông ta chỉ làm họ tức giận và tức giận hơn mà thôi. Tao đang nghĩ là nếu đó là bóng ma của ông ta thì lão có thể làm những điều tương tự không mà thôi. Ông ta năm 1974 đã đi sang Campuchia phẫu thuật cho cả ngàn đứa trẻ, khiến chúng mất kiểm soát và giết người. Bây giờ, tao mới tin lũ trẻ theo Pol Pot tại sao lại có thể độc ác đến như vậy. Nguyên chăm chú lắng nghe cũng không có phản bác. Thành bước lên trước nói. Đi thôi, chúng ta phải tìm được bộ xương của lão ta và đốt chúng. Nguyên vẫn đứng đó nói vọng lại. Sao mà tìm được, trong khi mấy chục năm qua mọi cái xác đều không được tìm thấy. Thành quay đầu lại,
Cuốn nhật ký có ghi lại căn phòng bí mật dưới này. Nơi đó là nơi lão ta làm việc với bệnh nhân của mình. Sao mày lại chắc chắn đến như vậy? Thành lập tức trả lời. Nếu tao là những bệnh nhân đó, thì tao sẽ kéo lão ta xuống đó và làm một số việc lão ta từng làm với họ. Nhưng Nguyên không bước theo. Mày thật điên khùng, tao không nghĩ như vậy. Thành mặc kệ lời Nguyên, gã vẫn tiếp tục bước đi và dừng lại trước căn phòng. Mà lúc này Nguyên bước vào, kiểm tra trong cuốn sổ một chút rồi mở bước vào. Còn phía ngoài Nguyên nhìn Thành khuất bóng, chiếc miệng bỗng nhiên nhếch mép mỉm cười. Trong khi Thành đang tìm trong căn phòng kia, thì Nguyên bước vào. Tao bảo mày rồi, nơi đây chẳng có thứ gì đâu. Tao đã tìm khắp nơi rồi, chả tìm thấy căn phòng bí mật nào cả. Thành nói, tại sao người ta gọi nó là căn phòng bí mật? Bởi vì chưa có ai tìm thấy. Khoan đã, mày có nghe thấy gì không? Thành lắng nghe còn Nguyên lắc đầu. Gã nghe thấy tiếng gió lùa qua đâu đây rít lên trong căn phòng. Chiếc đèn pin từ từ chiếu lại nơi góc nhà. Thành ngồi xuống nhìn nơi đó. Có cái cửa ở đây. Lúc Thành đang mò mẫm thì cảm thấy cổ mình lúc này mát lạnh. Một con dao mổ đã kề ngay cổ gã từ lúc nào, kèm theo đó là giọng nói của Nguyên. Thành, tránh xa cái cửa ra. Mũi Nguyên bắt đầu chảy máu, nhỏ xuống chiếc áo của Thành. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn gã, cánh tay có thể cứa ngang qua bất cứ lúc nào. Thành không dám cử động, chỉ dám nói nhỏ. Nguyên, mày làm gì vậy? Bỏ dao xuống. Đấy là mệnh lệnh sao? Mày ra lệnh cho tao. Nguyên cười nham nhở nói. Thành lúc này mới ân cần thì thầm. Đó là một đề nghị thân thiện thôi, mày đừng nói như vậy. Nhưng Nguyên có vẻ giận dữ, dí mạnh hơn. Tao chán nghe những mệnh lệnh từ mày rồi. Lúc nào mày cũng tỏ ra vượt trội hơn tao. Thành mỉm cười. Tao biết rồi. Ông ta đã làm gì đó với mày đúng không? Bỏ dao xuống đi. Vừa nói Thành vừa quay người, cánh tay luồn ra sau, cuốn lấy bàn tay đang nắm dao kia lật ngược lại. Chiếc dao mổ rơi xuống, Nguyên bị Thành bẻ tay bất ngờ mất đà. Nhưng rất nhanh hắn vớ được thanh sắt lúc nãy, đập thẳng vào ngực Thành, khiến anh ta lùi mạnh đâm sâu vào phía sau cánh cửa. Rầm, cánh cửa đổ xuống, Thành cũng ngã nhào theo sau. Khuôn mặt Nguyên lạnh băng nói. Đau không? Thành nằm giấy rũa nơi sàn nhà, cú này rất mạnh khiến lồng ngực gã đau nhói. Thành ho khan, tay ôm lấy ngực khó khăn nói. Nguyên, dừng lại. Chúng ta phải thiêu xương của ông ta và mọi chuyện sẽ kết thúc. Mày sẽ trở lại bình thường. Nguyên cười nói. Nhưng mà tao đang bình thường mà. Tao có tâm trí của riêng mình. Tao không có quá nhiều thứ tình cảm như mày. Thành quằn quại. Vậy mày định làm gì tao? Mày muốn giết tao sao? Tao phát ốm với mày rồi. Nguyên lạnh lùng cầm lấy thanh sắt, nhắm phía đầu Thành mà vung tới. Nhưng Thành rút trong ngực ra một khẩu súng ngắn rồi nói. Đây, trong này có một viên. Tao muốn có một cái chết nhẹ nhàng. Cầm lấy. Nguyên vứt đi thanh sắt, giật lấy khẩu súng kia, một tay nắm chặt xuống nhìn Thành. Nhưng Thành nói. Mày ghét tao như vậy sao? Mày nghĩ mày có thể giết được bản thân mình sao? Vậy thì làm đi. Bóp cò đi. Nguyên hít thở nhanh gấp gáp. Đôi tay gã run lên lưỡng lự. Thành vội vã hét lên. Làm đi. Bóp cò đi. Nguyên cũng hét lên. Chết đi. Cạch. Cò súng đã được Nguyên bóp mạnh, nhưng đạn không bắn ra. Gã ngỡ ngàng nhìn lấy khẩu súng. Đó là khẩu súng cổ của bố hắn. Súng này không thể lắp đạn. Không biết Thành lấy nó từ ai.
Nhưng ngay lập tức, Thành đang nằm bất ngờ chồm dậy cướp lấy khẩu súng, còn tay kia đấm giữa mặt Nguyên một cái thật đau, khiến hai người cùng lúc ngã nhào trên mặt đất. Thành từ từ chồm dậy đi xung quanh phía Nguyên. Bạn thân, tao sẽ không bao giờ đưa mày khẩu súng có đạn đâu. Nguyên cũng cố gắng gượng người dậy, nhưng ngay lập tức bị Thành đấm tiếp một cú nữa giữa mặt ngất đi. Thành buồn bã nói, tao xin lỗi. Rồi Thành ôm ngực bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Gã lật tung những tấm rèm trắng được treo ngăn cách với nhau. Khắp nơi đều là giường bệnh cũ kỹ. Sau khi tìm khắp, gã dừng lại ở một chiếc tủ đựng đồ màu trắng soi đèn vào. Từ kẽ hở nào đó của chiếc tủ, bỗng nhiên Thành thấy một nhúng tóc lòi ra. Gã tò mò đi tới. Ánh đèn dừng lại nơi đấy. Thành ngồi xuống đưa tay nắm lấy chốt từ từ mở ra. Mùi hôi thối đột ngột bốc ra, xộc thẳng vào mũi gã khiến Thành giật mình mà bịt mũi lại. Đó là một cái xác khô bị nhét vào trong kia. Tay chân bị một sợi dây thừng trói lại. Trên cơ thể còn sót lại không ít dấu vết bị hành hạ. Thành thốt lên, mẹ nó, thật kinh tởm. Gã cũng chẳng chậm trễ, đặt chiếc đèn pin xuống, lấy trong túi ra một chiếc chai nhỏ được đổ đầy xăng, bắt đầu rải lên cái xác. Nhưng Thành không để ý, là chiếc đèn pin đặt trên sàn nhà bắt đầu nhấp nháy. Nhưng Thành không biết, vẫn cặm cụi tưới xăng. Tẩm nó vào và đốt, mọi việc sẽ kết thúc. Thành cố nhịn cơn buồn nôn, cố gắng kết thúc việc này. Thì ngay lúc này chiếc đèn pin đã tắt hẳn. Phía sau một chiếc giường bệnh nhân, bánh xe đã từ lúc nào di chuyển, rất nhanh lao tới phía sau lưng gã. Thành chẳng kịp phản xạ thì bị chiếc giường không ai điều khiển kia va trúng, khiến hắn bị hất văng ra, nằm sóng xoài trên mặt đất. Thành nhăn mày cố gắng ngồi dậy, nhưng gã vừa cố gắng vươn người một tí thì bất ngờ từ lúc nào gã cảm thấy ngực mình nặng trĩu. Khuôn mặt Thành đã bị một đôi bàn tay trắng muốt gầy gò nắm lấy giữ chặt. Cảm giác lạnh lẽo lại chuyển đến tâm can. Đó là hồn ma bác sĩ kia. Ông ta phà vào mặt Thành, nở nụ cười có phần quái dị. Khuôn mặt đã bị biến dạng, máu me khắp nơi đều là những vết thương lớn nhỏ còn hở miệng. Lão ta cất tiếng, không sao đâu, tao sẽ giúp mày, tao sẽ giúp mày tốt hơn. Thành hét lên đau đớn. Trong đầu hắn lúc này cảm thấy như vô vàn con giỏi đang cựa quậy. Cảm giác chết đi sống lại, đây là lần đầu hắn trải nghiệm. Nhưng Thành không cam chịu mặc kệ đau đớn. Cánh tay vươn ra, thò vào trong chiếc túi, móc ra một chiếc bật lửa. Tạch! Chiếc bật lửa đã được bật lên. Rất nhanh hắn nhanh chóng ném về phía cái xác trong tủ. Cái xác khô đã được tẩm xăng bùng cháy dữ dội. Hồn ma bác sĩ kia đang giữ chặt lấy đầu Thành, bắt đầu thả ra, đưa ánh mắt nhìn về phía cái xác. Thấy lão ta đã buông lỏng, Thành bất ngờ chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Hai tay ôm lấy đầu lùi lại phía sau. Hồn ma kia sững lại, đưa đôi bàn tay lên nhìn. Nó trắng muốt như bột ngay lúc này, bỗng nhiên biến thành một màu đen tuyền, bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Hồn ma kia gầm rú lên một tiếng, vang vọng khắp cái bệnh viện cũ. Ngay cả hai người đang đợi ngoài kia cũng phải giật mình thon thót. Nhưng một lúc sau, âm thanh rùng rợn kia cũng dừng lại. Tất cả một lần nữa lại rơi vào tĩnh mịch. Phía trong, Thành thở hổn hển, từng hơi nhìn hồn ma dần tan biến, biến hóa hình trong màn đêm. Bỗng nhiên Thành nghe thấy tiếng gọi. Tao chưa giết mày đúng không? Đó là tiếng gọi của Nguyên. Thành nghe vậy, tựa lưng thở dài ra một hơi, rồi mỉm cười nói, không, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Sáng ngày hôm sau ở bệnh viện ma, cảnh sát đã tập trung đông đủ. Rất nhiều cái xác được chôn tập thể dưới căn phòng bí mật của bác sĩ điên kia được tìm ra chở đi mai táng. Cảm ơn hai anh. Hai thanh niên xúc động nói. Thành cùng Nguyên mỉm cười.
Không có gì. Lần sau hai cô cậu nhớ không được đến cái chỗ bị ma ám nữa, được chứ? Hai người cùng gật đầu rồi cũng bắt đầu rời khỏi. Thành và Nguyên ở lại. Nguyên nói: Tao xin lỗi, lúc ấy tao không kiểm soát được bản thân mình và nói vài lời kinh khủng trong đó. Mày nhớ được tất cả sao? Mày không có ý định đó thật chứ? Đương nhiên, tao làm sao có thể... Nguyên bối rối nhìn Thành, nhưng Thành không hề tức giận, tiến tới vỗ lấy bả vai Nguyên rồi nói: Được rồi, chúng ta dừng việc tại đây. Bây giờ tao buồn ngủ quá. Bỗng nhiên chiếc điện thoại của Thành lại vang lên làm gã tức tối. Thành nhanh chóng bật lên thì bực mình nghe máy. Một lúc sau gã nói: Lại có nhiệm vụ mới, mẹ kiếp. Mày tính giờ đi làm đĩa lòng lợn tiết canh đã, đói quá rồi. Nguyên cười ha hả rồi cùng Thành rời đi. Cả hai đã có một đêm thật sự mệt mỏi, nhưng đều làm hai người vừa lòng. Ở đâu đó trong những góc tối của bệnh viện kia, những linh hồn vẫn còn vất vưởng. Có lẽ họ sẽ bị kẹt lại ở nơi này, bảo tồn khu bệnh viện bất khả xâm phạm, dọa những kẻ tò mò dám tiến vào. Nhưng sẽ không có một cái chết nào nữa xảy ra ở đây nữa. Mọi việc đã thật sự kết thúc. Trên chiếc xe ô tô, hai chàng thanh niên vẫn bước tiếp những vụ phiêu lưu của mình. Họ sẽ không dừng lại. Nơi họ đến tiếp theo, chỉ có họ mới biết. Quý vị vừa đón nghe xong buổi phát truyện ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh và câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Tuấn. Và Mạnh Tuấn thì rất là hay viết các câu chuyện mà có cái yếu tố giống như kiểu điều tra, cảnh sát hình sự. Gần đây Thuận đọc mấy chuyện của tác giả này thì đều có những cái kiểu như thế. Nhưng nó cũng tạo cho chúng ta cái sự hồi hộp và nhiều cái tình tiết khá là gay cấn và bất ngờ, đúng không nhỉ? Và cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị nhớ ủng hộ, like, share thật nhiều cho kênh Người Dẫn Đời Quay Âm. Và đặc biệt là quý vị hãy comment những cái ý kiến, đóng góp những cái ý kiến của mình ở dưới phần video để cho Thuận được biết cũng như cả ekip được biết, để rút kinh nghiệm cho những cái điều gì nó còn chưa tốt, chưa làm hài lòng quý vị. Thì quý vị cứ bình luận, comment xuống phía dưới và mình sẽ đọc và sẽ lựa ra những cái nào đóng góp ý kiến hay là những cái điều gì mà nhiều quý vị khán giả cùng cái quan điểm, thì bên mình sẽ sẵn sàng thay đổi để có thể phù hợp, để có thể đem lại những cái cảm xúc, cái cảm giác thoải mái và thoải mái nhất, là tuyệt vời nhất cho tất cả quý vị. Nên quý vị cứ thẳng thắn mà đóng góp những ý kiến của mình nhé. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và chúc cho quý vị có một đêm ngon giấc.